Nhưng mà mình Nhưng mà lưu mình ý lưu nó ý chỉ nó là chỉ một là một triệu triệu chứng của chứng của nhiều nhiều bệnh bệnh thôi. thôi. Và Và mình mình muốn muốn xác xác định định rối rối loạn loạn nhịp nhịp thì là thì mình là mình phải phải có có cái cái điện điện tim. tim. Thì Thì điện điện tim nó tim nó giúp giúp mình xác mình định xác hầu định hầu hết hết các rối các loạn rối loạn nhịp, nhịp, nhất nhất là là khi khi mà mà mình mình là là sử sử dụng dụng cái cái điện điện tim tim thông thông dụng dụng á. á. Nhưng mà Nhưng có mà một có một số số trường trường hợp, hợp, nhiều nhiều khi khi là là mình mình phải phải cần cần tới tới những những cái cái dạng dạng khác khác của của cái cái điện điện tim, tim, và và đây đây là là điện điện tim tim bề bề mặt mặt thôi. thôi. Ví Ví dụ dụ mình mình ứng ứng dụng dụng trên trên điện điện tim, tim, đó đó là là có có những những lúc lúc nhiều nhiều khi khi mình mình nghi nghi ngờ ngờ thôi, thôi, nó nó không không chắc chắc chắn chắn và và bệnh bệnh nhân nhân không không phải phải vấn vấn đề đề gì gì cấp cấp cứu cứu thì thì mình mình sẽ sẽ mắc mắc hôn tơ điện tim 24 giờ để mình có thể xác định một loạn nhịp một cách đầy đủ. Còn những cái trường hợp cấp cứu thì mình sẽ mắc monitor theo dõi ha. Còn có Còn những có trường những hợp trường hợp mà mà khi khi mà mà mình mình quyết quyết định định là là mình mình muốn muốn xác xác định định chính chính xác xác loạn loạn nhịp nhịp là là loạn loạn nhịp nhịp về về gì gì và và để để chuẩn chuẩn bị bị can can thiệp, thiệp, thì thì lúc lúc đó đó mình mình sẽ sẽ làm làm cái cái điện điện tim tim ở ở mình mình ở ở trong trong buồng buồng tim, tim hay hay mình mình gọi gọi là là mình mình đó đó là là mình mình sẽ sẽ làm làm cái cái điện điện tim tim trong trong buồng buồng tim, tim, và và lúc lúc đó 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 là là cái cái can can thiệp. thiệp. Và Và thường thường khi khi mình mình làm làm đó đó là là khi khi mà mà có những có trường những trường hợp hợp như như là là triệu triệu chứng chứng lâm lâm sàng sàng và và cái cái cận cận lâm lâm sàng sàng nó nó không không rõ rõ hoặc hoặc mâu mâu thuẫn thuẫn với với nhau, nhau, hoặc hoặc mình mình chuẩn chuẩn bị bị để để mình mình can can thiệp thiệp cho cho bệnh bệnh nhân. nhân. Tại Tại vì vì những những cái cái liên liên quan quan tới tới có có xâm xâm lấn lấn có có can can thiệp thiệp thì thì nó nó có có những những cái cái biến biến chứng chứng và và nó nó có có những những chỉ chỉ định định và và chống chống chỉ chỉ định định của của nó. nó. À, À, khi khi điều điều trị trị rối rối loạn loạn nhịp nhịp tim tim thì thì mình mình biết biết rối rối loạn loạn là là một một triệu triệu chứng chứng thôi, thôi, do do đó đó khi khi điều điều trị trị mình mình phải phải xem xem xét xét cẩn cẩn thận. thận. À, À, mình mình thấy thấy là là có có cần cần điều điều trị trị bản bản thân thân cái cái rối rối loạn loạn nhịp nhịp hay hay không, không, hay hay mình mình chỉ chỉ cần cần điều điều trị trị cái cái nguyên nguyên nhân nhân và và cái cái yếu yếu tố tố thúc thúc đẩy. đẩy. À, À, trong trong đó đó thì thì đừng đừng quên quên là là những những cái cái rối rối loạn loạn điện điện giải. giải. Thì Thì mình mình biết biết là là bản bản thân thân rối rối loạn loạn điện điện giải giải nó nó thúc thúc đẩy đẩy rối rối loạn loạn nhịp. nhịp. Và Và khi khi mình mình sử sử dụng dụng thuốc thuốc chống chống loạn loạn nhịp nhịp ở ở trên trên bệnh bệnh nhân nhân có có rối rối loạn, loạn, điện điện giải giải thì thì dễ dễ sinh sinh loạn loạn nhịp nhịp liên liên quan quan tới tới thuốc thuốc chống chống loạn loạn nhịp. nhịp. Do Do đó đó mà mà khi khi bệnh bệnh nhân nhân mình mình mà mà mình mình thấy thấy có có một một số số những những điện điện giải giải nó nó liên liên quan quan tới tới cái cái rối rối loạn loạn nhịp, nhịp, đó đó là là kali, kali, canxi canxi hay hay magie magie tăng tăng hay hay giảm giảm nó nó đều đều có có thể thể thúc thúc đẩy đẩy rối rối loạn loạn nhịp. nhịp. Nên Nên mình mình cần cần phải phải kiểm kiểm tra tra xem xem những những điện điện giải giải này này nó nó có có bị bị rối rối loạn loạn hay hay không. không. Nếu Nếu có có thì thì mình mình cần cần điều điều chỉnh chỉnh nó nó về về ở ở mức mức gần gần như như bình bình thường thường hoặc hoặc là là tốt tốt nhất nhất là là bình bình thường thường trước trước khi khi mình mình sử sử dụng dụng thuốc thuốc chống chống loạn loạn nhịp. nhịp. Rồi, Rồi, xét xét đến đến là là mình mình xem xem có có cần cần điều điều trị trị bản bản thân thân rối rối loạn loạn nhịp nhịp hay hay không. không. Và Và mình mình lưu lưu ý ý loạn loạn nhịp nhịp là là nhanh nhanh hay hay chậm chậm gì gì cũng cũng vậy. vậy. Và Và nó nó có có đe đe dọa dọa tính tính mạng mạng của của bệnh bệnh nhân nhân hay hay không không để để mình mình có có cái cái điều điều trị. trị. Và Và đứng đứng trước trước cái cái loạn loạn nhịp nhịp nữa nữa là là mình mình lưu lưu ý ý đó đó là là cấp cấp thời thời hay hay nó nó là là mãn mãn tính. tính. Tại Tại những những cái cái cấp cấp thời thời mà mà rối rối loạn loạn điện điện có có rối rối loạn loạn về về huyết huyết động động thì thì đó đó là là những những cái cái cấp cấp cứu. cứu. Rồi, Rồi, mình mình lưu lưu ý ý nữa nữa là là hồi hồi trước trước đây đây thì thì đối đối với với loạn loạn nhịp nhịp thì thì mình mình chỉ chỉ có có sử sử dụng dụng thuốc thuốc thôi, thôi, và và thuốc thuốc thì thì mình mình thấy thấy nó nó chỉ chỉ là là điều điều trị trị cái cái ngọn ngọn thôi, thôi, nó nó không không có có giải giải quyết quyết triệt triệt để, để, cái cái bản bản gây gây không không giải giải quyết quyết được được triệt triệt để để cái cái rối rối loạn loạn nhịp. nhịp. À, À, nếu nếu mà mà mình mình khi khi mình mình thuốc thuốc nó nó có có thể thể là là gì gì nó nó không không có có xóa xóa được được cái cái loạn loạn nhịp, nhịp, hoặc hoặc đôi đôi khi khi là là sau sau đó đó loạn loạn nhịp nhịp nó nó sẽ sẽ xuất xuất hiện hiện trở trở lại. lại. Nếu Nếu mà mà nguyên nguyên nhân nhân và và yếu yếu tố tố thúc thúc đẩy đẩy à, à, mình mình chưa chưa có có giải giải quyết. quyết. Rồi, Rồi, và và sau sau này này thì thì tiếp nữa là cuối những năm 60 thì người người ta ta tìm tìm được được những những ổ ổ sinh sinh loạn loạn nhịp nhịp và và người người ta ta phẫu phẫu thuật. thuật. Và lúc Và lúc này thì này thì các các phẫu phẫu thuật thuật nó nó thay thay thế thế cho cho thuốc thuốc chống chống loạn loạn nhịp. nhịp. Tiến Tiến bộ bộ hơn hơn nữa nữa thì thì này này là là tiến tiến bộ bộ về về mặt mặt kỹ kỹ thuật thuật cũng cũng như như các các chuyên chuyên ngành ngành khác. khác. Đó Đó là là người người ta ta sẽ sẽ xem xem cái cái ổ ổ sinh sinh loạn loạn nhịp nhịp ở ở đâu, đâu,
Thì những cái trường hợp này thì những khi nếu mà bệnh nhân mình mà đã có từng rung thất và có đột tử sau khi cấp cứu xong thì người ta sẽ cho bệnh nhân cấy cái ICD. Rồi một số bệnh nhân thì nhiều khi mình cần kết hợp các hình thức để điều trị, thí dụ như là mình cho bệnh mình thí dụ như bệnh nhân hội chứng suy nút xoang chẳng hạn, thì mình cho bệnh nhân đặt máy tạo nhịp và mình cho bệnh nhân sử dụng thuốc khi mà bệnh nhân có những cái cơn nhịp nhanh, hoặc bệnh nhân rung nhĩ đáp ứng thất quá nhanh thì nhiều khi người ta sẽ cắt bỏ cái nút nhĩ thất và sau đó thì người ta lại đặt máy tạo nhịp. Thì đối với giải phẫu hệ dẫn truyền thì các bạn biết rồi, ở đây thì mình chủ yếu là mình nhắc một số điểm thôi. Cái này liên quan tới, thứ nhất là liên quan tới hình thành xung động. Hình thành xung động thì mình có là ở tầng trên thất. Ở tầng trên thất thì cái nút xoang nó là chủ nhịp, nó phát cái tần số cao nhất. Và nếu một cái dẫn truyền bình thường thì ở tầng trên thất và tầng thất mình dựa vào đâu để mình phân biệt đó là thất hay trên thất ạ? Trên điện tim mình dựa vào thành phần nào để mình phân biệt là thất hay là trên thất ạ? Theo các bạn. Các bạn nào có thể trả lời được không ạ? Phước bộ QRS rồi. Mình dựa vào phước bộ QRS. QRS như thế nào thì mình nói là thất hay là trên thất ạ? Nếu mà QRS hẹp thì mình nghĩ là trên thất. Dạ. Mà QRS mà rộng thì có thể là trên thất hoặc là thất. Vậy như vậy thì vì sao ở trên thất thì phước bộ QRS hẹp? Nếu nó là bình thường thì vì sao nó lại là hẹp? Tại vì khi mà cái xung điện nó đi qua nút nhĩ thất nó xuống thất các cô. Dạ. Cái lúc mà tái cực thì hai bên thất nó đều nhau thì nó cho nên bộ ít nó hẹp. À, nó là khử cực chứ không phải tái cực. Tại tái cực liên quan tới ST và T ha. Nó là khử cực. Tại vì hai thất nó, đây là mình thấy nó xuống như bạn nói thì đây là bộ nối nhĩ thất, sau đó nó xuống hai nhánh. Và bình thường thì cái xung động dẫn truyền xuống hai nhánh đồng thời, do đó hai thất cử cực đồng thời nên QRS nó hẹp. Nhưng mà có khi nào ở tại thất mà QRS nó vẫn không hẹp, không có rộng đáng kể không ạ? Có không ạ? Theo các bạn có không ạ? Các bạn nào có thể trả lời không? Có hay không thôi nè. Có không ạ? Anh Lô, sao không nghe mọi người nói gì hết vậy? Dạ em nghĩ là có cô ơi. À như vậy thì có là như thế nào ạ? Mình có thể trả lời tiếp được không ạ? Em nghĩ nó dẫn truyền qua đường dẫn truyền phụ của cô. À nếu dẫn truyền qua đường dẫn truyền phụ thì QRS nó sẽ rộng. Mình đang nói là ở thất chứ mình không nói trên thất nha. Mình đang nói là ở tại thất nhưng mà QRS nó lại không rộng rõ. Tại nãy á, nãy bạn nói, nãy Toàn nói phải không? Phải Toàn không? Hay là bạn nào? Tại vì bạn nói bạn chịu khó nói tên luôn. Đặng chút mình trao đổi cho nó dễ thôi chứ không gì. Hồi nãy thì mình nói khi mà hẹp thì nó là ở trên thất, tại vì thử cực hai thất đồng thời. Thì giờ câu hỏi đặt ra có khi nào nó là ở... Dạ. Dạ, con mình có gặp trong trường hợp mà block nhánh không hoàn toàn á cô. Thì à, khi mà nó dẫn nó chậm, nhưng mà nó chậm hai, nó chậm ít thôi mà không có chậm nhiều. À bây giờ như thế này nha. À các bạn mình hỏi lại nha. Tại hồi nãy bạn đầu tiên nói á, là ở trên thất thì QRS nó hẹp tại vì hai thất cử cực đồng thời. Đúng không ạ? À? Bây giờ mình lại hỏi tiếp là có khi nào
Phúc bộ QX nó hẹp nhưng mà nó lại ở thất, hoặc là nó không rộng đáng kể nhưng mà nó lại ở thất không? Thì bạn nói là có thể có, nhưng mà bạn nói là dẫn truyền đường, dẫn truyền phụ thì không phù hợp. Tới bạn thì bạn nói là nó lóc nhánh không hoàn toàn. Và nếu lóc nhánh không hoàn toàn thì nó cũng không phải là nhịp của thất. Mình đang nói nhịp của thất chứ mình không nói là cái phúc bộ QS nó giãn rộng, nó chung chung. Mà nếu mà nó giãn rộng, nếu mà bạn nói là VVV, VVV thì nó vẫn là trên thất, nó dẫn truyền theo con đường dẫn truyền phụ. Hoặc là bạn nói lóc nhánh phải không hoàn toàn thì nó vẫn là trên thất. Nhưng mà QS nó có hơi giãn một chút mà không đủ rộng, đúng không ạ? Mình đang nói là ở thất có khi nào QS nó không có giãn rộng rõ hay không á? Nha. Có không ạ? Nó có đó, hiếm nhưng vẫn có thể có. Nghĩa là nếu mà cái ổ phát nhịp nó ở vùng này, ở vùng thấp này nè, ở vùng bó này nè, nhiều khi là mình thấy đó, là phúc bộ QS nó cũng không rộng đáng kể. Và nhiều những trường hợp đó, nhiều khi người ta làm điện sinh lý tế bào thì lúc đó người ta xác định là cái ổ loạn nhịp nó ở thất chứ không phải là ở trên thất. Nhưng mà ít lắm, thường do đó mà như nãy đầu tiên trả lời đó, một khi mình thấy QS hẹp gần như là độc quyền là ở trên thất. Nhưng mà QS rộng thì mình phải phân biệt là thất hay trên thất. Thì nãy như bạn có trả lời đó, dẫn truyền theo con đường dẫn truyền phụ QS rộng nhưng mà nó là trên thất chứ không phải là thất. Rồi nãy bạn nói là lóc nhánh phải. Nói chung lóc nhánh nói chung, nếu nó hoàn toàn thì QS nó sẽ rộng rõ hơn. Còn không hoàn toàn thì QS nó cũng có thể nó hơi rộng một chút thì nó vẫn là trên thất. Còn cái nữa, QS nó vẫn thể rộng đó trên thất, đó là trong trường hợp dẫn truyền là thướng ha. Rồi, như vậy thì giờ câu hỏi tiếp theo nữa là tại sao khi mà loạn nhịp xảy ra là cái ở thất á, loạn nhịp thất á, nghĩa là có ổ nó xuất phát từ thất thì phúc bộ QS nó giãn rộng ạ. Tại sao phúc bộ QS nó giãn rộng? Nếu mà nhịp của thất thì QS giãn rộng ạ. Dạ thưa cô, em nghĩ mà khi mà cái dẫn truyền nó cái nụ phát nhịp ở thất á cô. Dạ. Thì nó nằm ở một bên thất phải hoặc là bên thất trái thì dạ. Đó thất nó khử cực hai bên nó không đều nhau. Dạ. Cho nên nó gây ra cái phúc bộ QS nó rộng. Dạ dạ, rồi cảm ơn anh. Đó là khi mà có phát nhịp tùy, nó ổ phát nhịp ở thất. Thì lúc đó thất nào nó phát nhịp bên nào, bên đó khử cực trước, bên kia khử cực muộn hơn nên phúc bộ QS nó giãn rộng. Đó là cái mà như nãy anh nói. Thì như vậy thì đối với cái giải phẫu hệ dẫn truyền này, để mình lưu ý là một là mình phân biệt là tầng trên thất hay là tầng thất. Đó là cái mà mình nói là mình dựa vào phúc bộ QRS. Cái thứ hai mình lưu ý là khi đi mà bắt đầu từ xoang, đi càng đi xuống dưới càng thấp, nếu mà liên quan tới tự động tính thì tần số tim nó sẽ như thế nào ạ? Tự động tính bình thường á thì tần số tim nó sẽ như thế nào ạ? Theo các bạn, tần số tim nó sẽ như thế nào? Nghĩ tần số tim nó sẽ giảm không? Dạ, tần số tim nó càng xuống thì nó càng thấp. Để mình biết là nút xoang là phát xung động là tần số nó cao nhất từ 60 cho tới 100. Nếu vì lý do gì đó nút xoang không phát nhịp, nó không dẫn xuống dưới thì sao ạ? Thì sao ạ? Thì các ổ bên dưới tới tần số nó sẽ phát nhịp. Và như vậy những ổ phát nhịp ở bên dưới thì mình gọi nó là gì ạ? Nếu nó chờ ở trên mà không phát nhịp thì tự nó phát nhịp, mình gọi là gì ạ? Còn là nhịp thoát.
Dạ đúng rồi, nếu mình gọi nhịp thoát, bản thân nhịp thoát nó sẽ chậm, đó là loạn nhịp thụ động thôi. Lý do gì đó ở trên xoang không dẫn xuống được tới tần số nó sẽ phát nhịp. Thí dụ như xoang không có phát nhịp thì lúc đó cái chỗ phát nhịp kế tiếp nó là gì ạ? À, thưa cô là nhịp bộ nối. Dạ là bộ nối, thì tần số bộ nối nó khoảng bao nhiêu ạ? Em nhớ là từ 40 đến 60. Rồi, nếu mà bộ nối vì lý do gì nó cũng không phát nhịp thì tới nhịp của thất. Dạ, tới của thất, càng xuống thấp nữa, tới mạng buộc kim thì cái tần số nó càng thấp. Và nếu như vậy thì hậu quả của nó về lâm sàng sẽ là cái gì nếu nó càng xuống dưới càng thấp? Hậu quả nó là cái gì ạ? Ngưng tim cô. Ngưng tim, trước khi ngưng tim, tại nó chỉ thấp thôi. Rung thất. À, chứ cũng không rung thất. Cái là nó như thì nó sao ạ? Nó nhịp tự thoát. À không, lý đó là mình nói là nhịp thoát, nãy như các bạn nói nó là nhịp thoát, nhịp thoát có thể là thoát bộ nối, có thể là thoát thất. Và càng xuống nó càng chậm, và nếu càng chậm thì nó sẽ gây triệu chứng. Tại sao? Tại cái tần số giải thoát phát ra nó quyết định máu đi nuôi cơ thể. Do đó bệnh nhân của mình á, có thể là ngất, có thể là đau ngực, có thể khó thở liên quan gắng sức, có thể là tụt huyết áp. Và khi nhịp quá chậm thì nó có thể có những cái loạn nhịp thứ phát. Mày nãy như các bạn nói loạn nhịp thứ phát có thể là xoắn định, là một cái dạng của nhịp nhanh thất á. Nó có thể là xoắn định hoặc là nó có thể có những cái loạn nhịp thất, loạn nhịp khác. Thì đó là cái mình lưu ý. Ra những cái trường hợp đó thì mình lưu ý là cái tần số thất là quan trọng ha. Rồi tiếp nữa, thì này nếu mà liên quan tới tự động tính đó, thì mình thấy là nó có thể là tăng tự động tính, nó có thể là giảm tự động tính. Nếu tăng tự động tính thì tần số tim nó nhanh lên, còn giảm tự động tính thì tần số tim nó chậm xuống. Mình nói nhịp thoát là thường nó sẽ chậm, nhưng mà nếu mình nói nhịp tự thất thì nhịp tự thất, nhịp nhịp của bộ nối á, hay là nhịp ở tự thất á, thì nhiều khi nó có thể là nó gia tốc. Nó gia tốc thì nó sẽ cao hơn cái tần số của cái nhịp thoát của nó. Nên mình có cái từ là gì, nhịp bộ nối tăng tốc hay là nhịp thất tăng tốc chẳng hạn. Thì như vậy thì nó sẽ không có nhanh. Tại nhanh là mình định nghĩa nói chung là 100 trở lên. Thì đó là cái mình lưu ý, một khi mình nói thoát là nó sẽ chậm. Rồi tiếp theo nữa liên quan tới dẫn truyền. Thì mình có những cái dẫn truyền nào trên cái hệ thống dẫn truyền này, mình có những dẫn truyền nào? Trong cái hệ thống dẫn này mình có dẫn truyền nào ạ? Nãy là mình đang nói về xung động. Bây giờ mình nói về dẫn truyền. Có cái những dẫn truyền nào? Vì trước khi khi mà nói về xung động, mình lưu ý nữa là liên quan tới tự động tính. Nghĩa là bản thân cái tế bào cơ tim, cái tế bào dẫn truyền, cái tế bào biệt hóa đó, nó có khả năng nó phát nhịp, tự động phát nhịp. Nghĩa là nó cái thời gian nó sẽ cái nó có cái tự khử cực chậm ở thì tâm trương. Còn những cái tế bào cơ tim khác, tế bào co bóp thì nó không có cái này. Do đó mà chủ yếu là nó dẫn truyền xung động, chứ nó không có hình thành xung động. Nhưng mà nếu vì lý do gì đó nó bị tổn thương liên quan tới cơ học, liên quan tới hóa học hay gì đó, thì nó sẽ phát ra xung động. Và lúc này xung động đó là bất thường. Và bất thường mình gọi là cái hoạt động khởi động thì nó khác. Hay là mình thấy nó có xung động kịch, cái đột phát. Mình hay là mình gọi là hiện tượng lẫy cọ. Còn bây giờ mình sẽ như vậy thì đối với cái hình thành xung động thì một là liên quan tới tự động tính, hai là hoạt động khởi động là một cái xung động, nó khử cực một cách bất thường. Bây giờ mình sang phần tiếp theo là về dẫn truyền xung động. Rồi mình quay lại dẫn truyền xung động thì mình có dẫn truyền xung động ở tầng nào ạ?
Ở rằng nào theo các anh chị ở tầng nào? Có ai trả lời không ạ? Ở tầng này là dạ. Ở tầng tầng thất và tầng trên thất. Tầng trên thất thì mình có cái gì ạ? Dạ cô, em nghĩ có nút son nhĩ và nút cái nút chỉ thất. Vậy mình gọi, mình thường khi mình nói tới rối loạn về dẫn truyền thì mình sẽ liên tưởng tới cái gì, cái thuật ngữ gì ạ? Khi mình nói tới rối loạn dẫn truyền, các anh chị sẽ liên hệ tới cái thuật ngữ nào ạ? Cô là bà lóc. Dạ, mình liên hệ tới ngay là block. Như vậy mình có block ở các tầng nào? Dạ, block ở tầng trên thì có block nhĩ thất ạ. À, block nhĩ thất. Rồi, còn đâu nữa không ạ? Block son nhĩ. À, block son nhĩ. Dạ đúng rồi, block son nhĩ, block nhĩ thất. Còn gì khác nữa không liên quan tới gì rối loạn dẫn truyền ạ? Đó là gì ạ? Lóc nhánh à? Dạ, lóc nhánh. Nhưng mà lóc nhánh thì nó không nằm trong rối loạn nhịp. Nó chủ yếu là bất thường về về hình thành xung động thôi. Còn gì khác đâu liên quan tới dẫn truyền ạ? Em nghĩ là rung nhĩ. À không, rung nhĩ thì nó lại là cái hoạt động bất thường nhiều ổ sinh loạn nhịp. Nhưng mà đương nhiên thì trong rung nhĩ nó vẫn có rối loạn dẫn truyền. Đó là vì rung nhĩ thì nhiều ổ phát nhịp ở nhĩ, nhưng mà nó phát nhịp quá nhanh thì nó không dẫn truyền được. À, khi mà nó dẫn truyền xuống thất á, thì thất chưa ra khỏi thời kỳ trơ nên nó không phải tất cả đều đáp ứng. Nghĩa là nó cũng có bị có hiện tượng block, đồng ý. Nhưng mà còn gì cái đó, nó lại không phải là liên quan tới ở cái tầng. Còn gì khác nữa không ạ? Rung nhĩ với cường nhĩ như chị nói là đúng đó, nó có thể có cái rối loạn dẫn truyền xung động tại nó quá nhanh, thất chưa ra khỏi thời kỳ trơ, sự thật cơ chế bảo vệ thôi. Chứ thí dụ như cuồng nhĩ mà tần số của F là 350 mà thất nó đáp ứng hết, cái đó là chắc chắn là bệnh nhân mình rối loạn huyết động hoặc là vô rung thất thôi. Cuồng nhĩ tần số nó còn cao hơn nữa, cái đó là cơ chế bảo vệ thôi. Dạ. Cận nào khác không ạ? Liên quan tới rối loạn dẫn truyền thì nó không phải chỉ có block, mà nãy như nãy đầu tiên, nãy các anh đầu tiên có nói đó, đó là liên quan tới đường dẫn truyền phụ, thì nó vẫn là rối loạn dẫn truyền, thì nó cũng là đường dẫn truyền phụ ha. Rồi. Đúng rồi, hội chứng kích thích sớm nó sẽ tạo thành cái vòng vào lại. Nhưng mình lưu ý là cái vòng vào lại này nó có thể là về thực thể, đó là về giải phẫu mình thấy rõ, đó là những con đường dẫn truyền phụ bó can, bó gen, bó maham. Nhưng mà có thể nó là cái vòng vào lại nó về mặt chức năng thôi. Thì chúng mình biết là những cái tế bào cơ tim kế cận nhau, thời kỳ trơ khác nhau, nó cũng tạo điều kiện cho vòng vào lại hình thành. Và cơ chế của gần như là cơ chế phần lớn những cái loạn nhịp nhanh, đó là nhất là của trên thất để liên quan tới vòng vào lại. Và đã liên quan tới vòng vào lại nhất là về mặt giải phẫu thì mình tìm cái đường dẫn truyền phụ ở đâu, và mình chỉ cần là mình cắt bỏ, mình triệt phá cái đường dẫn truyền phụ thì mình sẽ dứt điểm được cái cơn cái loạn nhịp. Đó là cái mình lưu ý ha. Này nói thì hơi quanh cái hình này hơi nhiều chút. Tiếp theo nữa đó là khi mình nói này là liên quan tới hình thành xung động, liên quan tới dẫn truyền xung động, thì dẫn truyền xung động thì không phải chỉ có block, mà mình nhớ là có thể là liên quan tới vòng vào lại. Và vòng vào lại thì nó cần có một cái hoạt động khởi động, để sau đó thì cái hoạt động đó nó tạo nên cái hoạt chạy theo hoạt động đóng vòng, nó quay lại cái thời điểm ban đầu và nó tạo thành một cái cơn nhịp nhanh. Và thường liên quan tới vòng vào lại thì nó cũng có liên quan tới một con đường bị nghẽn hoặc một con đường bị chậm thì mới tạo điều kiện cho vòng vào lại nó hình thành. Điều mình lưu ý nữa liên quan tới này là mình lưu ý tới cái hệ thống thần kinh thực vật, nó cũng có ảnh hưởng đến
cái liên quan tới loạn nhịp. Thì ở đây mình lưu ý và nó cũng liên quan tới mình ứng dụng để mình điều trị á, để mình điều trị cắt cơn cái loạn nhịp nhanh á, đó là cái ứng dụng của cái liên quan tới hoạt động của thần phân kinh. Quý vị là các anh chị thấy là mình làm cái nghiệm pháp nào? So so cảnh rồi. Dạ đúng rồi, mình gọi là gọi chung nó là gì ạ? Gọi chung nó là gì ạ? Dạ, so sánh cảnh để làm gì ạ? Để kích thích kinh phó giao cảm. Dạ đúng rồi, đó là mình dùng cái nghiệm pháp kích thích với vị. Như vậy thì mình cần lưu ý là ở tầng nào nó được chi phối chủ yếu bởi thần kinh với vị, thì lúc đó mình mới có thể làm cái nghiệm pháp kích thích với vị nó có hiệu quả. Tầng nào? Dạ, thưa cô, tầng trên thất. Dạ đúng rồi, tầng trên thất. Tầng trên thất thì nó chi phối nhiều cái thần kinh phế vị. Do đó mà khi mình làm cái nghiệm pháp kích thích phế vị thì ở tầng trên thất nó sẽ có thay đổi. Ví dụ như nhịp xoang, khi mình kích thích phế vị thì nó sẽ nhanh xoang á, thì cái tần số tim nó chậm lại vài nhịp, sau đó mình ngưng thì nó sẽ trở lại ban đầu. Rung nhĩ hay cuồng nhĩ, khi mình kích thích phế vị thì nó sẽ tăng độ block, đó là cái sóng ép á, nó không có đổi. Cái tần số F nó không thay đổi, chỉ có tần số của QS nó thay đổi thôi. Hoặc là trong trường hợp nhịp nhanh vào lại bộ nối nhĩ thất, khi mình kích thích với vị, nó có thể cắt ngay cơn. Đó là tùy cái kiểu đáp ứng của nó như thế nào, tùy cái loại loạn nhịp mà sẽ có đáp ứng như thế nào. Còn ở thất thì mình làm kích thích với vị thì nó sẽ không có đáp ứng. Thì đó là cái mình lưu ý nha, liên quan tới cái hình này thì là như vậy. Như vậy thì khi rối loạn nhịp thì mình lưu ý nãy cũng có nói rồi, đó là hình thành xung động. Khi hình thành xung động thì mình nói đó là của nút xoang, nếu không phải của nút xoang là những ổ ngoại vị. Và hình thành xung động thì nó có thể là gì, tăng tự động tính hay là giảm tự động tính. Nếu tăng tự động tính thì nó nhanh lên, giảm tự động tính thì nó chậm lại. Rồi tới các ổ phát nhiệm ngoại vị có thể liên quan tới cái tự động tính, nhưng mà có thể liên quan tới hoạt động khởi động. Đó là một cái xung động bất thường. Rồi rối loạn dẫn chuyển xung động nãy các anh chị có nói rồi. Và trên lâm sàng thì các anh chị chỉ biết được là gì, nhịp nhanh hay nhịp chậm, các anh chị dựa vào tần số. Các anh chị chỉ biết là nó đều hay là không đều. Và không đều thì mình có thể mình nghĩ đây là ngoại tâm thu, về quy luật của nó là nó gì, đến sớm và nghỉ buồn. Hoặc là mình nghe một cách loạn xạ thì mình nói loạn nhịp hoàn toàn. Chứ còn trên lâm sàng thì mình không thể nào mình nói đây là rung nhĩ, đây là cuồng nhĩ. Mặc dù khi mình nghe loạn nhịp hoàn toàn thì thường là rung nhĩ, nhưng mà chắc chắn là phải có điện tim. Do đó khi mà mình làm bệnh án hay trên lâm sàng mình chưa có điện tim của bệnh nhân, mình nghe tim loạn nhịp hoàn toàn thì mình chỉ nói là loạn nhịp hoàn toàn, chứ mình không nói là rung nhĩ, mình không chẩn đoán là rung nhĩ. Mặc dù mình chỉ nghĩ rung nhĩ thôi, nhưng mà cái khả năng rung nhĩ cao, nhưng có thể loạn nhịp khác thì nó cũng gây nên cái loạn nhịp hoàn toàn. Thì đó là cái mình lưu ý. Nghĩa ra khi mà mình nghe lâm sàng mình chẩn đoán loạn nhịp hoàn toàn, khi có điện tim, có rung nhĩ thì lúc đó mình mới đổi lại là chẩn đoán là rung nhĩ. Và đừng quên là nói là đáp ứng thất như thế nào ha. Đó là liên quan tới chẩn đoán rối loạn nhịp. Tiếp theo nữa là mình phải xét bản thân rối loạn nhịp nó có ảnh hưởng gì tới bệnh nhân hay không. Đây là bản thân rối loạn nhịp gây ảnh hưởng chứ không phải bệnh nền tảng gây ảnh hưởng. Tại nếu mà mình xét xem, mình nói nếu đó là rối loạn nhịp nó gây nên những cái triệu chứng, mình chỉ cần điều chỉnh rối loạn nhịp thì các triệu chứng tự nó sẽ hồi phục. Nhưng mà nếu mà liên quan tới bệnh nền tảng nó gây nên rối loạn nhịp, mình không điều trị bệnh nền tảng thì cái rối loạn nhịp của mình khó lòng ổn định. Đó là cái mình lưu ý. Và trên thực tế lâm sàng đôi khi nó không phải là dễ để mình đánh giá cái này là cái rối loạn về huyết động của bệnh nhân, đó là nguyên nhân hay hậu quả của cái rối loạn nhịp. Thí dụ bệnh nhân có rối loạn huyết động, bệnh nhân có thể nhịp tim nhanh thì có thể đó là cái, nhưng mà thường thì nó là nhanh xoang thôi. Nhưng mà những cái loạn nhịp khác
nó quá nhanh hay quá chậm thì nó có thể ảnh hưởng tới huyết động. Rồi những cái triệu chứng mà mình lưu ý, thì đây là những cái mình lưu ý là nếu rối loạn nhịp mà nó gây suy tim, gây thúc đẩy cơn đau thắt ngực, gây giảm cung lượng tim, gây tụt huyết áp, gây ngất, vân vân, thì đây là những cái loạn nhịp tim cấp cứu, và thường là những cái loạn nhịp tim mà mình phải cấp cứu. Và như vậy tùy loạn nhịp chậm thì mình phải tính tới chuyện là mình cho thuốc để tăng tần số tim lên, hoặc là mình phải đặt máy tạo nhịp. Còn những cái loạn nhịp nhanh, trừ cái nhanh xoang ra, thì nhiều khi mình phải tính tới chuyện là mình có chuyển nhịp bằng điện hay không, hoặc là kích thích vượt tần số hay gì đó, nó tùy cái loạn nhịp là cái gì. Thì đó là cái mình lưu ý để xem nó có ảnh hưởng gì tới bệnh nhân hay không. Và những cái triệu chứng gây ra này mình lưu ý nó là cấp thời, đó là đây là loạn nhịp cấp cứu, hay nó là mạng tính. Mạng tính thì thường là không có cấp cứu, nhưng mà mình để thì kéo dài thì nó cũng không có tốt, mình cũng vẫn phải giải quyết để quyết định cái thái độ xử trí của mình thôi. Rồi câu hỏi tiếp theo nữa là nguyên nhân. Thì nếu mà hồi trước đây có những cái nguyên nhân mình không giải quyết được thì mình chịu á, thì nhiều khi mình tìm nguyên nhân rồi mình cũng không giải quyết được cái gì. Nhưng mà bây giờ do khoa học nó tiến bộ, có những cái nếu mà cái nguyên nhân mình có thể giải quyết được, nên mình nhớ lưu ý mình tìm nguyên nhân. Và tất cả những hình thái bệnh tim mạch đều có thể đưa đến rối loạn nhịp. Nó có thể cái hình thái tim mạch này có thể là bệnh tim thực tổn mình thấy rõ, thí dụ như những cái trường hợp bệnh nhân bị bệnh van tim nè, bệnh lý của mạch vành nè, và đặc biệt ví dụ như nhồi máu cơ tim cấp, nếu mình tái thiếu máu thì nhiều khi cái loạn nhịp tự nó sẽ hồi phục chẳng hạn như vậy. Rồi, và có thể là cái loạn nhịp tim này nó chỉ là liên quan tới yếu tố về gen thôi. Một số những cái yếu, những cái bệnh lý và nó đặc biệt nó yếu tố gia đình và nó loạn nhịp và bệnh nhân có thể đột tử. Thường nếu mà liên quan tới yếu tố gen thì mình cần lưu ý là mình phải hỏi kỹ những người trong gia đình, hay người ta nói là mình phải xem cái phả hệ. Để thường những trường hợp này thường là bệnh nhân đột tử do loạn nhịp tim ở người còn trẻ, mình hỏi kỹ trong gia đình thì nó sẽ có cái này. Thí dụ như hội chứng Brugada, hội chứng QT dài, hội chứng QT ngắn, hoặc là một số những cái bệnh nhân mà người ta có bệnh cơ tim vì đại tắc nghẽn thì người ta cũng có thể đột tử. Và những cái bệnh nhân này nhiều khi người ta vẫn có thể là người ta có kèm cái đường dẫn truyền phụ, ví dụ như vậy. Rồi còn lại những cái bệnh lý khác không phải tại tim mình cũng lưu ý luôn, ví dụ những bệnh lý hô hấp cấp thời hay mãn tính đều có thể gây những cái rối loạn nhịp từ đơn giản là nhanh xoang, những cái loạn nhịp nhĩ, thì trong đó ngoại tâm thu nhĩ, nhanh nhĩ đau ổ hay là rung nhĩ chẳng hạn. Rồi rối loạn chức năng tuyến giáp thì nó có hai thái cực của nó, cái là nhịp tim nhanh, cái là nhịp tim chậm, vân vân. Rối loạn điện giải thì nó thúc đẩy, mình đừng quên những cái chất kích thích, và đừng quên là kiểm tra xem bệnh nhân có sử dụng thuốc gì hay không để làm cho cái bệnh nhân có rối loạn nhịp. Thì bản thân thuốc có thể tác động trực tiếp, ví dụ như nó có thể làm nhịp tim chậm, nó có thể làm nhịp tim nhanh lên. Nhưng mà có những cái thuốc nhiều khi nó sẽ là nguy cơ. Thí dụ như là những cái thuốc tim mạch thì nó rõ, nhưng mà có những thuốc không phải là thuốc tim mạch mà nó có thể làm tăng cái nguy cơ loạn nhịp cho bệnh nhân. Thí dụ như những cái thuốc mà nó làm QT dài, ở trên bệnh nhân có một số những cái bệnh lý tim mạch, những cái bệnh lý nền tảng, thì thuốc, những số thuốc đó nó làm QT dài, bệnh nhân sẽ dễ vô sóng đỉnh. Thì đó là cái mình lưu ý ở trên bệnh nhân. Thì một số thuốc, ví dụ như một số thuốc như là các anh chị thấy như là kháng sinh, nhóm các nhóm là quinolone chẳng hạn, rồi domperidone chẳng hạn, thì đó là, hoặc là một số thuốc khác hay histamine mà thế hệ trước ấy, thì nó có thể làm cái tê dài. Nhiều khi nhiều cái nó cộng cộng lại nó sẽ thúc đẩy bệnh nhân vô sóng đỉnh. Nhất là trên người lớn tuổi có bệnh lý tim mạch thì mình nhớ lưu ý cái này ha. Rồi như vậy khi chẩn đoán rối loạn nhịp thì
Các anh chị thấy là lâm sàng là không thể thiếu được. Và nếu mà các anh chị xem trong những cái guideline á, thì đứng trước một bệnh nhân loạn nhịp thì cái lâm sàng đó là chỉ định giai đoạn 1, thì cái này là không thể thiếu được. Rồi, cận lâm sàng. Thì cận lâm sàng tùy theo cái nguyên nhân thì mình không nói, nhưng mà cận lâm sàng để xác định rối loạn nhịp không thể thiếu được cũng là chỉ định giai đoạn 1, đó là cái điện tim bề mặt thôi, điện tim thông dụng. Còn những cái xét nghiệm khác để các anh chị chẩn đoán nguyên nhân và yếu tố thúc đẩy thì tùy theo cái nguyên nhân đó là gì. Và một cái nữa để mình xem là ảnh hưởng huyết động của bệnh nhân như thế nào, có thể là phải kết hợp lâm sàng và cận lâm sàng. Và từ đó thì mình mới có thể, mình đánh giá bệnh nhân một cách đầy đủ thì mình mới có thể điều trị bệnh nhân được. Rồi, điện tim thì không thể thiếu được rồi đúng không ạ? Nguyên tắc về loạn nhịp thì các anh chị nhớ là cái điện tim dài. Bây giờ thì điện tim kỹ thuật số nên các anh chị có thể ghi tùy các anh chị cài ban đầu 1, 2 chuyển đạo dài hay là tất cả 12 chuyển đạo đều dài. Và một cái nữa là nhiều khi mình có thể kết hợp với một số nghiệm pháp, đặc biệt là nếu mà mình mắc monitor, mình có thể kết hợp với nghiệm pháp soi xoắn cảnh để mình xem nó đáp ứng với cái nghiệm pháp soi xoắn cảnh kích thích với vị này, cái tần số tim nó đáp ứng như thế nào. Hay là nhịp tim chậm thì mình cho gắng sức atropin, những cái thuốc làm tăng cái tần số tim lên. Thì mình lưu ý là đối với cái điện tim á, là mình phải có đầy đủ 12 chuyển đạo. Có thể từng đoạn ngắn thôi, bên cạnh mình sẽ có chuyển đạo dài. Và chuyển đạo dài đó là chuyển đạo mà mình có thể khảo sát hoạt động nhĩ rõ nhất. Thì ít nhất là 6 giây, thường thường thì 6 hoặc là 10 giây. Tại vì nếu mà mình ghi đoạn nhịp tim mà mình ghi không đủ dài thì có thể là mình sẽ phân tích mình bỏ sót, hoặc là mình phân tích không có đúng. Tại nhiều khi có những bệnh nhân người ta có nhiều dạng rối loạn nhịp khác nhau, nên nhiều khi mình chỉ bắt một đoạn ngắn thì có thể là mình đọc đó là loạn nhịp này, nhưng mà người khác cũng bắt thời điểm khác thì lại là cái loạn nhịp khác. Ví dụ như thời điểm bệnh nhân hội chứng tim nhanh tim chậm, thời điểm này thì bác sĩ này bắt thì thấy là nhịp tim bệnh nhân chậm, nhưng mà tới bác sĩ khác thì thấy ra đó là cơ nhịp nhanh. Nên nếu mình không để ý thì khi mình cho thuốc thì nhiều khi nó có thể làm trầm trọng thêm cái tình trạng loạn nhịp nếu mà mình chẩn đoán nó chưa có đầy đủ. Nên mình nhớ lưu ý là có chuyển đạo dài, và có những trường hợp nhiều khi mình phải có cái holter 24 giờ nếu điện tim, nếu mà bệnh nhân của mình loạn nhịp không phải là vấn đề cấp cứu mà mình muốn đánh giá một cách đầy đủ thì mình sẽ mắc holter 24 giờ. Thì trong vòng 24 giờ đó mình có thể phân tích được các dạng rối loạn nhịp nó đầy đủ hơn. Còn cấp cứu đương nhiên các anh chị sẽ mắc monitor để các anh chị theo dõi cái loạn nhịp, để chẩn đoán loạn nhịp, để theo dõi cái đáp ứng của nó trong quá trình điều trị, nó thay đổi trong quá trình mình điều trị cấp cứu. Hồi nãy về phân tích điện tim thì nãy các bạn có nói rồi. Ở đây thì mình chỉ nói là đầu tiên là các anh chị phải xem là có hoạt động của nhĩ hay không. Khi mình thấy sóng B thì đó là có hoạt động của nhĩ, và sau đó mình phải xác định nó là xoang hay nó không phải là xoang. Rồi mình xem P và QS nó có liên hệ với nhau hay không. Nếu P và QS không liên hệ tới nhau thì các anh chị sẽ gặp trong trường hợp nào ạ? BQS không liên hệ với nhau, các anh chị có thể gặp trong trường hợp nào ạ? Lóc nhĩ thất. Lóc AV. Lóc nhĩ thất, lóc AV. Dạ, còn trường hợp nào nữa không ạ? Còn trường hợp nào nữa ạ? B và QS không liên hệ với nhau ạ? Trường hợp nào nữa ạ? Chứng sinh không có được. Dạ.
hội chứng sinusoid nó có làm cái giảm liên hệ giữa hội chứng sinusoid là cái từ mình gọi chung thôi, nó có nhiều dạng khác nhau. Và cái hội chứng sinusoid thì nó không phải là lắm. Một chút nữa cái phần liên quan tới nhịp tim chậm mình sẽ nói tiếp. Nhưng đây mình chỉ nói là P và QS không liên hệ với nhau thì khả năng nào có thể có. Đầu tiên các bạn nói là lót nhĩ thất. Và phải là độ mấy á? Nó không liên hệ mà. Độ 3 trở lên. Dạ, độ 3 trở lên mình có độ 3 là tối đa rồi đó. Anh nhớ có độ cao. Dạ đúng rồi. Còn nào khác nữa không ạ? À? Cô em nghĩ là có nhịp nhanh nhĩ là ổn. Nhanh nhĩ đau ổ thì có nhanh nhĩ đau ổ nó vẫn liên hệ. Này mình nói hoàn toàn không có liên hệ. Nhanh nhĩ đau ổ chỉ nhiều sóng B khác nhau nhưng nó vẫn liên hệ. Mình nói là nó không liên hệ hẳn luôn á. Thì đó là độ 3. Lót nhĩ thất độ 3, còn nào khác nữa không ạ? Rồi bây giờ hỏi nha. Không, rung nhĩ cuồng nhĩ thì nó không phải rung nhĩ cuồng nhĩ. Thì thường là rung nhĩ và cuồng nhĩ thì nó có lóc, nhưng mà thường đó là độ 2 thôi. Nó có thể lóc nhĩ thất độ 3, mà lóc nhĩ thất độ 3 là thường là hậu quả của cái khác vẫn có chứ không phải không. Còn nào khác nữa không? Thì nó vẫn là lóc nhĩ thất độ 3. Rung nhĩ cuồng nhĩ thì lóc có thể là độ 2, có thể là độ 3, nhưng mà còn cái nào khác không ạ? Dạ hỏi ha, trong lóc nhĩ thất độ 3, B và QS có gì đặc biệt ngoài sự không liên hệ? Nó đều nhau, các khoảng B nó đều nhau, các khoảng QS nó đều nhau. Nhưng mà nó không liên hệ, nhưng mà có gì khác bình nhau giữa B và QS? Có gì khác nhau giữa PQS mà mình nhìn này mình thấy đây là lóc nhĩ thất độ 3 nó chứ không phải là của cái khác. Em nghĩ là nó thường là cái độ rộng của nó không có rộng không? Cái này không, cái nào không rộng ạ? Của cái nào, P hay QS ạ? Dạ QRS. Nó QRS nó tùy á, là trong lóc nhĩ thất độ 3. Tùy, nếu là nó là của bộ thoát của bộ nối thì nó không rộng, nhưng thoát thất thì QRS nó rộng. Bây giờ hỏi các anh chị, P và QRS không liên hệ với nhau thì người ta còn gọi nó là cái từ nào khác nữa? Cô là phân ly nhĩ thất. Đúng rồi, bây giờ như vậy mình nói về phân ly nhĩ thất. Lóc nhĩ thất độ 3 nó có phân ly nhĩ thất không? Dạ có. Rồi, như vậy phân ly nhĩ thất này có gì đặc biệt? Mà của nhĩ thì nhĩ đập, của thất thì thất đập. Đồng ý, mà nãy nấy đập, nhưng mà nó có gì đặc biệt? Đương nhiên rồi, mà nãy nấy đập, nên mình nó đã phân ly. Nhưng mà có gì đặc biệt, B và Q cả đặc, có gì đặc biệt? Thưa cô, em nghĩ là... Nghĩ là gì chị? Dạ em nghĩ là khoảng BB nó đều nhau với MR nó đều nhau. Không, nãy các bạn nói rồi. Còn gì khác nữa? Có cái khoảng mà phần thu thấp nhanh diễn dẫn quyền ngược lên đúng không? Hồi nãy bạn nào nói tần số gì ạ? Tần số thấp hơn tần số nhĩ cơ. Tần số thất thấp hơn tần số nhĩ, hay là tần số nhĩ cao hơn tần số của thất? Tại vì nhĩ là do xoang đó, có thể là do xoang nó phát ra, đúng không? Sau phát ra thì từ 60 đến 100. Rồi, còn QRS thì nó là nhịp thoát, mà nhịp thoát thì nó sẽ chậm hơn. Rồi, như vậy có trường hợp nào phân ly nhĩ thất mà QRS nó cao hơn tần số của P không? Có không ạ? Phân ly nhĩ thất mà tần số thất nó cao hơn tần số của nhĩ, có không ạ? Dạ em nghĩ là không cô. Không có. Các bạn khác. Các bạn khác. Có khi nào phân ly nhĩ thất tần số thất nó cao hơn tần số của nhĩ không ạ? Mình đang nói phân ly nhĩ thất, mình không có nói lóc nhĩ thất độ 3 nha. Có không ạ?
Và nhiều khi mình giữ đặc điểm này để mình chẩn đoán đó các anh chị. Có không ạ? Anh nghĩ là nhịp nhanh thất hoặc là rung thất. À, rung thất thì thôi, không nói được. Đồng ý, đó là nhanh thất. Nhanh thất nếu mà mình thấy có hiện tượng phân ly nhĩ thất và tần số của nhĩ nó thấp hơn tần số thất á, thì đó đó, khi mà mình thấy phúc nhịp nhanh với phúc bộ QS rộng mà mình thấy có hiện tượng phân ly nhĩ thất và tần số nhĩ nó thấp á, hơn so với tần số thất, thì nó là một trong những tiêu chuẩn để mình chẩn đoán là nhanh thất. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì như vậy khi mà nhĩ và thất không liên hệ với nhau thì mình gọi là hiện tượng phân ly nhĩ thất. Và khi phân ly nhĩ thất có thể là block nhĩ thất độ 3 thì tần số nhĩ nó cao hơn tần số thất. Còn nhanh thất thì tần số thất nó cao hơn tần số nhĩ, nhưng mà mình cũng có cái hiện tượng phân ly nhĩ thất nó hoạt động độc lập, nhưng mà nhĩ và thất nó có thể bằng nhau về tần số thì người ta gọi là phân ly nhĩ thất đẳng nhịp. Nó vẫn có thể có, hiếm nhưng vẫn có thể có nha. Rồi, và đây mới là cái hồi nãy mình các bạn trả lời đầu tiên đó. Là mình đối với đứng trước bệnh nhân nhịp tim nhanh, mình sẽ nhìn ngay cái hình dạng phúc bộ QS. Nếu phúc bộ QS hẹp thì nó gần như độc quyền ở trên thất. Và khi QS rộng thì lúc đó mình nói nó là thất hay trên thất. Mình sang phần tiếp theo là thuốc chống loạn nhịp. Thuốc chống loạn nhịp mặc dầu nó là hỗ trợ, nhưng mà đôi khi mình cũng phải xem xét sử dụng. Đặc biệt là có một số những trường hợp loạn nhịp nhanh mà mình cần phải cắt ngay cơn nhịp nhanh, không thôi nó sẽ thoái triển sang những cái loạn nhịp khác, những cái thuốc loạn nhịp, chống loạn nhịp, đường tĩnh mạch, vân vân, thì mình lưu ý. Thì phần này thì các anh chị đã học rồi trong phần dược rồi, dược lý rồi, là từ lâu rồi mình đã biết rồi, bây giờ mình chỉ đọc lại thôi. Và ở đây thuốc chống loạn nhịp này theo phân nhóm của vô gan uy giam thì để dành cho những cái loạn nhịp ngoại vị và loạn nhịp nhanh, chứ không có nhóm thuốc nào điều trị loạn nhịp chậm trong cái phân bốn nhóm của vô gan uy giam. Trong đó có bổ sung thì mình thêm một nhóm khác ha. Thì như vậy thì đây là mình sẽ xem cơ chế của nó là của nhóm nó tác động lên kênh nào của đường cong điện thế hoạt động thôi. Thì mình có nhóm 1 là kênh nhanh natri ha. Trên kênh nhanh natri này mình có một A, một B và một C. Mình lưu ý cái nhóm 1A nó làm cho QT dài, mà nhóm nào làm QT dài nó sẽ làm cho bệnh nhân xoắn đỉnh. Rồi, nhóm 2 lại là nhóm mà tác động ở pha khử cực chậm thì tâm trương, đó là nhóm chạm beta đã tác động ở pha 4, cái pha khử cực chậm thì tâm trương. Rồi, tiếp theo nữa, đó là nhóm của mình là nhóm 3, thì nó lại tác động ở pha 3, đó là cái kênh ức chế cái kênh kali. Ức chế kênh kali và đại diện của nó mình có đó là amiodarone. Còn cái nhóm 4 nó lại tác động ở trên pha 2 là ức chế cái kênh canxi. Và mình có thuốc đó là nhóm chặn kênh canxi, là nhóm mà non-dihydropyridine đó các anh chị. Rồi mình có nhóm khác, đó là mình có digoxin và adenosine. Đó là cái mình lưu ý. Rồi như vậy thì mình nhớ lưu ý cái thuốc đó, mình xem một là nó tác động ở kênh nào, hai là nó có ảnh hưởng tới thời gian tái cực hay không, cái nào làm QT dài nó gây xoắn đỉnh. Nên mình lưu ý trước khi mình cho là mình xem QT bệnh nhân như thế nào, và khi mình điều trị mình nhớ theo dõi xem nó có kéo dài quá mức hay không để mình quyết định chỉnh liều hay là ngưng thuốc. Rồi, thì trong những cái thuốc này thì mình lưu ý một B á, thì nó rút ngắn QT, một C thì nó không có đổi. Và trong này thì nó có những thuốc, mình có lidocaine, là phenytoin hay mesylitin, nó thuộc nhóm 1B, chủ yếu nó tác động ở tầng thất nha. Còn này nó tác động ở nhiều tầng, nhưng mình lưu ý nó làm QT dài, nó làm giảm sức co bóp cơ tim. Nên mình lưu ý, mình cẩn thận, mà bên cạnh nó làm QT dài.
Rồi 1C thì mình lưu ý là nhóm 1C á, thường là trong những trường hợp mà bệnh nhân suy tim mà có giảm chức năng co bóp thì mình sẽ không có sử dụng. Những bệnh nhân có bệnh tim thực tổn á, thường thì mình sẽ lưu ý. Rồi nhóm 2 tác động alpha 4 thì nó không thay đổi thời gian QT. Và mình lưu ý những bệnh nhân QT dài do bẩm sinh thì đôi khi người ta sử dụng thuốc chặn beta. Người ta sẽ khuyến cáo mình sử dụng thuốc chặn beta. Nhóm 3 thì nó làm QT kéo dài rõ rệt, do đó mình lưu ý là không phối hợp nhóm 3 với nhóm 1. Rồi nhóm 4 thì nó không làm cái thay đổi cái thời gian QT. Và ở đây mình lưu ý nhóm 4 chủ yếu là nó tác động ở tầng trên thất. Do đó trong loạn nhịp thất thì nó không phải là thuốc chọn đầu tay để sử dụng, để điều trị cái loạn nhịp thất. À, đó là cái mình lưu ý. Trừ cái loạn nhịp thất mà nó xảy ra ở ở bó hay là ở buồng tống á, như đôi khi khi nào những cái thuốc mà tác động ở tầng thất không hiệu quả thì lúc đó ta mới sử dụng nó. Rồi nhóm khác thì adenosine và digitalis thì nó chỉ tác động ở tầng trên thất thôi. Nó tác động ở tầng trên thất và đặc biệt đó là nó làm gì ạ? Nó ức chế dẫn truyền qua bộ nối nhĩ thất. Và này là tác động chủ yếu này là ở con đường chính thống. Nên nếu bệnh nhân của mình mà VBV đang dẫn truyền theo đường dẫn truyền phụ gọi là QS giãn rộng thì nó là chống chỉ định với digoxin, thì các anh chị lưu ý cái này ha. Như vậy khi thuốc thì mình nhớ lưu ý là gì? Nó thuộc nhóm nào? Nó tác động lên pha nào của đường cong điện thế hoạt động? Nó có ảnh hưởng tới QT hay không? Thuốc đại diện của nó là gì? Rồi, ngoài cái tác dụng chính của nó ra trên cái loạn nhịp thì mình nhớ lưu ý tác dụng phụ và tương tác thuốc. Thì mình thấy hầu hết những cái thuốc chống loạn nhịp đa phần thì các anh chị thấy là nhóm 4 nè, nhóm 2 nè, nhóm 1 nè, 1A và 1C nè, nó làm giảm sức co bóp cơ tim. Nên khi mình cho bệnh nhân có EF giảm là mình nhớ lưu ý cái cẩn thận, cái chống chỉ định của nó. Rồi và đây là thuốc chống loạn nhịp, là loạn nhịp ngoại vị và nhịp nhanh, nên có thể gây nhịp chậm và lóc nhĩ thất các độ. Do đó có những cái là người ta sẽ không khuyến cáo mình sử dụng phối hợp. Nhưng người ta không khuyến cáo mình phối hợp nhóm 2 và nhóm 4. Nó sẽ làm gì? Giảm sức bóp cơ tim nhiều hơn và nó làm tăng cái rối loạn nhịp chậm. Thì đó là cái mình lưu ý ha. Rồi khi mình chọn thì mình sẽ xem vị trí tác động ưu tiên. Đó là sau khi các anh chị xác định cái loạn nhịp mình đó là loạn nhịp gì, nó liên quan tới cái dẫn truyền hay là xung động và nó ở tầng nào để mình chọn lựa cho phù hợp. Thí dụ nút xoang thì mình sẽ sử dụng những cái thuốc chặn beta, chặn canxi hay digitalis chẳng hạn. Ở nút nhĩ thất mình dùng thuốc để ức chế nút nhĩ thất thì trong đó có digitalis nhóm 4 và chặn beta, có thể là nhóm C. Thì đây là cái thuốc mà tác động ở nút nhĩ thất. Ra nếu mà bệnh nhân của mình dẫn truyền theo con đường dẫn truyền phụ, mình cho ức chế qua nút nhĩ thất, nó nhiều khi nó làm tăng rối loạn nhịp qua con đường dẫn truyền phụ. Thì đó là cái mình lưu ý. Rồi, ở nhĩ hay là ở đường dẫn truyền phụ hay là ở thất, thì đây là vị trí tác động ưu tiên thôi các anh chị. Nhưng mà các anh chị nhớ là ở thất thì chặn beta nó vẫn có thể tác động, nó vẫn có tác động ở tầng thất luôn. Thì đó là cái mà mình lưu ý. Còn các anh chị thấy thuốc nhóm 1A đó là thuốc chống loạn nhịp, nó tác động ở nhiều, ở hầu hết tất cả các tầng. Chỉ có một cái là xin lỗi, cái nhóm 3 nó tác động ở hầu hết tất cả các tầng, chỉ có một cái là tác dụng phụ nó nhiều và thời gian bán hủy của nó dài, nên mình lưu ý. Rồi như vậy mình chọn lựa thì mình nhớ vị trí tác động ưu tiên. Rồi mình xem cái chống chỉ định, bên cạnh cái chỉ định điều trị cái rối loạn nhịp đó có những cái gì làm chống chỉ định hay không. Rồi liều lượng thì mình sẽ là cá nhân hóa tùy theo bệnh nhân mà mình sẽ chọn lựa liều phù hợp. Và liều lượng thường người ta cho mình cái giới hạn liều tối đa và tối thiểu,
tối thiểu tới tối đa, và mình sẽ lựa chọn tùy theo bệnh nhân của mình. Tại nhiều khi bệnh nhân của mình có thể sử dụng nhiều thuốc, nên mình lưu ý đừng quên tác dụng phụ và tương tác thuốc. Tại không phải bệnh nhân chỉ sử dụng thuốc chống loạn nhịp mà người ta còn sử dụng những cái thuốc khác nữa, và nó có thể gây tương tác thuốc, và cái tương tác thuốc nó có thể làm tăng cái tác dụng của thuốc chống loạn nhịp, nhưng mà nó có thể làm giảm tác dụng của thuốc chống loạn nhịp. À, đây là cái bảng để minh họa cho các anh chị thôi. Thí dụ như nãy mình nói là chia theo nhóm, nhưng mà có tác giả thì người ta không chia theo nhóm, ở đây sách người ta ghi là theo thứ tự là ABCD là cái tên của hoạt chất. Rồi bên cạnh đó người ta sẽ mở ngoặc, đó là nhóm mấy của Vogan-Wiria, cái đó tùy thôi các anh chị. Rồi có thể là ta cho mình cái liều, và các anh chị thấy cái liều, thí dụ như cái liều uống ta cho mình là cái liều là tối thiểu, tối đa, và mình sẽ chọn lựa tùy theo bệnh nhân. Và cái này nhiều khi mình sẽ không nhớ hết nổi đâu. Và này trong quá trình thực hành trên lâm sàng thì thường là mình sẽ mình sử dụng cái này, mình có cái điện thoại á, mình có thể là mình sử dụng, hoặc là nhiều khi ở cái phòng, cái nơi làm việc của mình á, mình có những cái phác đồ thì mình để theo phác đồ, hoặc mình để một số những cái bảng như thế này để mình có thể tham khảo cho nó nhanh. Tại vì nếu mà các anh chị làm quen, các anh chị làm thường thì nó là trở thành cái của các anh chị, thì nó sẽ rất là nhanh. Nhiều khi mình mới, mình không làm thường xuyên, thì nếu mình có này mình cần để mình cho nó nhanh, để mình có thể giải quyết cho bệnh nhân kịp thời. Mình đừng quên là những cái tác dụng phụ thường gặp hay những cái tác dụng phổ biến của những cái thuốc là cái gì. Rồi, mình lưu ý chỉ định và những cái chống chỉ định, hay là những cái mà cảnh giác, cảnh báo về những cái liên quan tới những cái vấn đề tim mạch. Thì đó là cái mình lưu ý. Thí dụ như các anh chị thấy là nhóm 3 nè, liều 200 cho tới 400 nè. Mình lưu ý là nếu mình dùng lâu dài, bệnh nhân có thể sơ phổi nè, có thể có rối loạn chức năng tuyến giáp, thì có thể suy chức năng tuyến giáp, có thể cường chức năng tuyến giáp. Nó có thể động với giác mạc, bệnh nhân nhạy cảm với ánh sáng, có thể làm nhịp chậm, có thể làm quy tê dài và thúc đẩy xoắn đỉnh, vân vân. Thì chỉ định của nó đây, chỉ định chính đó là trong trường hợp ví dụ nhanh thất hay là rung thất. Rồi những cái biến cố, những cái chống chỉ định và những cái cảnh báo về tim mạch. Thí dụ như mình cho sử dụng đồng thời những cái thuốc làm quy tê dài thì có thể nó làm gây cho bệnh nhân xoắn đỉnh, hoặc là những cái mình dùng nó trên những cái bệnh nhân quy tê kéo dài bẩm sinh, hay những bệnh nhân nhịp chậm. Tại mình biết khi nhịp chậm thì quy tê nó sẽ hơi dài ra, khi nhịp nhanh thì quy tê nó ngắn lại. Cái đó là về sinh lý bình thường, nhưng mà trên bệnh nhân nhịp chậm có thể có quy tê dài, mình cho nó có thể làm cho quy tê nó kéo dài nặng thêm, thí dụ như vậy. Cái này các anh chị có thể tham khảo để minh họa cho mình khi mình đọc á. Những cái bảng như thế này nó sẽ nhanh trong trường hợp mình xử trí bệnh nhân á, thì mình sẽ xử trí nó nhanh ha. Thì các anh chị thấy là ta thắt theo thứ tự ABC và sau đó người ta nói nó thuộc nhóm nào. Rồi cái này nhịp xoắn bình thường thì mình biết rồi. Bây giờ mình đi vào cái nhịp chậm. Hồi nãy các bạn có nói tới cái nhịp chậm á, về khi đứng trước một bên những nhịp chậm là mình định nghĩa là khi mà cái tần số tim nó dưới 60. Và trên thực tế, trên lâm sàng thì bây giờ đối với một bệnh nhân nhịp chậm mà nó có triệu chứng cho bệnh nhân á, thì vấn đề mình phải phân ra nhịp chậm này nó liên quan tới hội chứng suy nút xoang hay nó liên quan tới block nhị thất. Hồi nãy các bạn đã nói thì suy nút xoang nó gây nhịp chậm, nhưng mà cơ chế nó khác. Block nhị thất thì liên quan tới dẫn truyền nhị thất, nó gây nhịp chậm. Thì trong cái suy nút xoang thì mình có chậm xoang nè, mình có block xoang nhĩ nè, mình có ngừng xoang, thậm chí mình có thể hội chứng tim nhanh, tim chậm, đó là của suy nút xoang. Còn block nhĩ thất độ 3 thì đó là block nhĩ thất độ 3. Đó block nhĩ thất nó đang nằm riêng, đó là liên quan tới dẫn truyền nhĩ thất. Do đó mà tại vì các anh chị biết là bây giờ cái máy tạo nhịp á, khi mà mình đặt máy tạo nhịp cho bệnh nhân thì mình xác định
cái loạn nhịp đó là lóc nhĩ thất hay là suy nút xoang. Và thậm chí suy nút xoang thì mình phải xác định nó là dạng nào của suy nút xoang để chọn lựa cái máy tạo nhịp cho nó thích hợp tối ưu nhất cho người bệnh. Mặc dầu nó chỉ cải thiện triệu chứng cho bệnh nhân, nó nâng nhịp thôi, nhưng mà để nó có thể tối ưu nhất và nó có thể là nó làm nó hạn chế cái biến cố mà liên quan tới cái mà mình đặt cái máy tạo nhịp nó không thật sự thích hợp, ví dụ như vậy. Thì đó là cái mình lưu ý. Thì các anh chị này, chị nói là gì, quay lại như nãy phần đầu. Đầu tiên hết thảy đó như này, đối với nhịp chậm nhưng đối với loạn nhịp tim nói chung, thì cái lâm sàng là chỉ định giống một, thì không thể nào mà mình chỉ dựa đơn thuần vào những cái cận lâm sàng để mình chẩn đoán bệnh nhân loạn nhịp. Đầu tiên mình phải khám cái đã để mình nói là bệnh nhân của mình có loạn nhịp, thí dụ như đây là nhịp chậm. Rồi sau đó mình ghi điện tim cũng là chỉ định giống một. Nếu bệnh nhân có loạn nhịp tim thì mình phải có điện tim. Còn những cái xét nghiệm các anh chị làm để tầm soát nguyên nhân này kia nọ đó, thì nó là nhóm 2A, nghĩa là tùy theo cái loạn nhịp đó là cái gì. Và cái loạn nhịp chậm này của bệnh nhân, một khi mà nó có triệu chứng đó, thì mình phải xem xét nó có liên quan gì tới cái khả năng, cái hoạt động gắng sức của bệnh nhân hay không. Những cái triệu chứng mà nó xảy ra liên quan tới gắng sức thì đôi khi người ta sẽ cho bệnh nhân làm cái nghiệm pháp gắng sức. Nhưng mà lưu ý cẩn thận khi làm nghiệm pháp gắng sức là phải chuẩn bị cấp cứu á. Và nó chỉ là nhóm 2 thôi, dài 2A. Rồi, và ở đây là cái đặt. Các anh chị thấy đây là những trường hợp mà nếu nó không phải là vấn đề cấp cứu á, thì mình sẽ mắc cái này là Holter theo dõi. Này Holter ambulatory, đó là cái Holter các anh chị. Còn monitor monitoring mà các anh chị trong trường hợp cấp cứu đó là khác, đó là cái mình lưu ý. Cấp cứu thì mắc monitor, còn không cấp cứu nó là mạng thì các anh chị sẽ cho cái Holter 24 giờ. Thì cái Holter 24 giờ nó sẽ giúp cho mình chẩn đoán chính xác hơn cái loạn nhịp tim và mình xem nó thay đổi như thế nào. Nó có thể giúp mình chẩn đoán, có thể giúp mình theo dõi quá trình điều trị bằng thuốc hoặc là theo dõi cái đáp ứng của máy tạo nhịp. Và này nó là chỉ định nhóm 1, như vậy các anh chị thấy là nó không có thể thiếu được. Bây giờ nhiều nơi thì có cái Holter điện tim 24 giờ để các anh chị xác định nó là của cái suy nút xoang hay là lóc nhĩ thất độ 3. Rồi, thì mình đi vào phần đầu tiên là liên quan tới rối loạn nhịp chậm của chức năng nút xoang thì chậm xoang. Chậm xoang, nói chung nhịp chậm khi tần số là dưới 60, có thể mỗi các anh chị đọc một số sách ghi là dưới 50. Và ở đây nó chỉ là cái nhịp xoang thôi. Rồi, có thể là lóc xoang nhĩ. Lóc xoang nhĩ đó là rối loạn dẫn truyền của nút xoang. Và cái lóc xoang nhĩ nghĩa là lúc xoang dẫn phát nhịp nhưng mà nó không có ra ngoài được. Còn ngừng xoang đó là rối loạn về hình thành xung động, nút xoang không có phát nhịp. Còn hội chứng suy nút xoang là cái từ mình gọi chung. Khi bệnh nhân có hội chứng suy nút xoang thì các anh chị phải xem có phải là chậm xoang hay không. Thường nếu mà chậm xoang thì mình sẽ thấy là tần số tim nó tăng lên không phù hợp liên quan tới gắng sức hoặc là atropine. Rồi, có thể là lóc xoang nhĩ, có thể là ngừng xoang, có thể là hội chứng tim nhanh, tim chậm. Do đó, hội chứng suy nút xoang là từ mình gọi chung. Nhưng mà mình phải xác định nó là thuộc dạng nào để mình có thể là chọn cái biện pháp xử trí cho bệnh nhân là tối ưu nhất, ha, phù hợp nhất. Rồi, cái này thì các anh chị, cái điện tim đầu tiên là gì ạ? Điện tim đầu tiên là cái gì ạ? Điện tim bình thường. Sao điện tim bình thường không? Dạ. Điện tim đầu tiên em thấy điện tim bình thường. Rồi bình thường, các bạn có đồng ý là bình thường không? Nhịp xoang chậm 50 lần trên phút. Dạ, nếu mà bình thường nó sẽ là nhịp xoang tần số từ 60 cho tới 100. Trên 100 thì là nhanh. Dưới 60 là chậm, cái này tần số tư là 50. Nên nó vẫn là nhịp xoang, nhưng mà
nó chậm, mình gọi là chậm xoang. Cái này liên quan, có thể là liên quan tới cái giảm tự động tính, nhưng mà lưu ý cái hội chứng suy nút xoang. Hội chứng suy nút xoang thì mình có, thí dụ như gắng sức, cái tần số tim tăng không tương ứng, hoặc là atropin nó tăng không có tương ứng chẳng hạn. Rồi, nhưng mà thí dụ này mình chưa biết nguyên nhân là gì, tại nguyên tắc điều trị nè. Mình phải tìm nguyên nhân nè, bản thân cái loạn nhịp có làm bệnh nhân khó chịu hay không để mình quyết định mình điều trị bản thân cái rối loạn nhịp, đúng không ạ? Dạ, giờ nguyên nhân cái này có thể là gì? Nguyên nhân của chậm xoang. Thưa cô, có thể là do là suy giáp này, hoặc là do sử dụng thuốc mà làm chậm nhịp tim. Dạ, còn gì khác không? Nó có nhiều nguyên nhân đó cô, giống dạ, như dạ. Mình gắng sức hay chết nè cô, uống rượu hay thấy còn đặt trong bệnh nhân những bệnh nhân chơi thể thao. Dạ đúng rồi, đó là những cái vận động viên, những cái vận động viên thì cái nhịp tim ta lúc nghỉ có thể ở mức này bệnh nhân không có chịu gì, nhưng khi ta hoạt động cái tần số tim ta nhanh lên. Đó là những trường hợp này nhiều khi mình cho thuốc người ta sẽ khó chịu á. Dạ, không phải nhờ vận động viên mà những người mà ta có hoạt động thể lực á, thì nhiều khi tần số tim người ta có thể là ở mức này lúc nghỉ. Dạ rồi, như các anh chị nói là ví dụ như bệnh nhân có thể bị cường phế vị thì nhịp tim ta cũng có thể chậm, hoặc là một số thuốc. Rồi tiếp nữa mới nói là một số những bệnh lý, ví dụ như nãy các anh chị có nói là bệnh lý của suy chức năng tuyến giáp. Rồi mình lưu ý là nhiều khi bệnh nhân mình có nhồi máu cơ tim thành dưới. Rồi còn nào khác nữa không ạ? Và cũng đừng quên là có vấn đề bệnh lý của nút xoang. Thí dụ là mình phải tìm hết những cái nguyên nhân và mình xem là có giải quyết nguyên nhân cho bệnh nhân hay không. Và tần số tim 50 lúc nghỉ thì có thể nó cũng không đến nỗi ảnh hưởng cho bệnh nhân. Nếu gắng sức, nếu bệnh nhân có hoạt động nó tăng lên thì có thể nó cũng không ảnh hưởng. Nên đối với bệnh nhân này, vấn đề quan trọng là mình tìm, mình giải quyết nguyên nhân. Còn nếu đó là tim của người liệt sĩ thì cái đó là cái sinh lý bình thường của người ta thôi. Dạ. Nên mình sẽ không điều trị ở những người đó. Nhưng mình cũng lưu ý nhịp tim quá chậm thì nó dễ sinh những cái loạn nhịp thứ phát khác. Rồi, cái thứ hai ạ. Cái ở giữa. Lốc nhịp tốc độ 2, Mobit 1. Lốc nhịp tốc độ 2, Mobit tiếp 1. Các bạn khác có đồng ý không? Các bạn khác có đồng ý lốc nhĩ thất độ 2 Mobit 1 không? Dạ, em nghĩ không phải. Vậy anh nghĩ là gì ạ? À? Em nghĩ cái này nó giống như lốc với sơn nhĩ á. À, tại sao mình nghĩ lốc sơn nhĩ? Tại sao mình nghĩ lắm sao vậy? Nó mất luôn tâm bề luôn, mất luôn tâm bề và một phút bộ VRS luôn. À, nó mất hết toàn bộ, nhưng mà có gì để mình nói nó là lắm sao vậy? Trên cái điện tim này thì nhịp là vẫn là nhịp son cô, cái phút bộ mà sống B với VRS nó vẫn liên hệ với nhau. Nó chỉ mất một nguyên cái phức bộ mà giống như VRS sống B mất luôn á, thì em nghĩ nó lại gốc sao nhỉ. Nhưng mà mình dựa vào đâu mình nói lót xoang nhỉ? Nhiều khi nó ngừng xoang rồi sao? Có gì để mình đặt điểm nào để mình nói nó là lót xoang nhỉ? Ngoài cái mất toàn bộ phút bộ kia hết ra. Cái thời gian nó ngắn. Cái nào ngắn? Cái thời gian mà cái khoảng mắt nó bị ngắn. Nếu mà ngừng xoang thì nó phải hình như nó dài khoảng trên 2 giây. À, không nhất thiết. Còn gì khác nữa không? Là cái dẫn truyền trong cái nhĩ cô, là thường là cái sóng nhĩ nó em thấy nó hơi ngắn, nó ngắn hơn, nhưng mà nó không có
rõ ràng nó rất là ít, nên thành ra đôi lúc mình sẽ bỏ sót cái trường hợp đó. Rồi, bây giờ hỏi lại cái bạn nói là lóc nhĩ thất độ 2 mô bích 1, bạn dựa vào đâu? Nãy em nhìn thấy ở phía sau cái QRS, em tưởng có cái sóng B mà cuối cùng không, nhưng mà chị hỏi em Mobit tiếp 1 thì sao nè? Mobit tiếp 1 là nó đã có bắt đầu có hiện tượng phân ly nhiệt thấp đó con. Không, mà dựa vào đó. Không, dựa vào đâu mình mới tiếp 1 ạ? À, nó dựa vào tiếp 1 là chỗ mà cái đoạn PR đó con, nó kéo dài dần ra. À, PR dài dần, dần hỏi em PR này có dài dần không? Dạ không cô, em thấy nó đều. À, PR này hằng định ha, không có dài. Rồi, chỉ có cái chỗ này là mình thấy là nó không có cái thành phần sóng nào hết. Và mình thấy cái gì, cái khoảng này nó gấp đôi cái khoảng này. Nghĩa là cái khoảng, nếu mà mình nói lóc sơn nhĩ, mình nói có khoảng P tới cái sóng P này thì nó gấp đôi hai cái PP liên tiếp nhau á ha. Thì đây nó, hay là mình nói cái khoảng ngưng đó nó có liên hệ theo cấp số nhân, cái này gấp đôi gấp ba gì đó vân vân, thì nó là lóc nhĩ, nó là lóc sơn nhĩ hơn. Còn cái chứ còn mình không nói được cái này, nó là cơ, về cơ chế mình nói này liên quan tới rối loạn dẫn truyền ở nút của cái nút xoang, đó là mình nói về cơ chế. Còn mình nhìn vào điện tim, đó là mình thấy là nó mất toàn bộ PQRS và nó liên hệ theo cấp số nhân, này là gấp hai lần, thì mình nghĩ đây là của lóc xoang nhĩ hơn. Rồi mình xem cái bên dưới. Dạ cô ơi, cho em hỏi á, lúc dạ. mà mình bấm nhĩ thất mà độ độ 20 bit 1 của cô, thì cái quãng QNG, BNG, BQ cô, BNG thì nó có thường nó có dài hơn, so tức là nó vượt qua 0.12 giây á cô. Thì cái đó mình có như là mình có phải là một cái chuẩn đó phân biệt với block sang nhĩ không? À, cái không, hai cái nó khác nhau lắm á hen. Bây giờ mình chỉ thấy này là BB đây, chỗ này nó đều nhau, tới chỗ này mất tiêu PQRS rồi nó lại, nên những cái khoảng này nó rất là đều nhau. Và nếu mình tính từ đa, từ cái khoảng cách này thì nó là gấp đôi khoảng cách của hai cái BB đi liên tiếp nhau vậy thôi. Chút nữa mình sẽ xem để mình sẽ phân biệt nó dây lóc nhị thất độ 2 Mobit tiếp 1. Giờ mình xem cái bên dưới nha. Bây giờ mình cứ nhớ cái này để hồi mình so sánh á. Cái bên dưới thì sao ạ? Nó có một khoảng gần son đó cô. Dạ, có một khoảng rất là dài, mất toàn bộ các sóng. Đây là ngừng xoang. Nhưng mà cái gì, có gì đặc biệt cái khoảng này? Khoảng này có gì đặc biệt? Nhịp nhanh 150 lần. Không, mình đang nói cái khoảng ngưng mà. Ngưng. À, khoảng ngưng. Cái khoảng ngưng này không có sóng B, không có khoảng QRS. Đồng ý, nhưng mà nó có... Không có hoạt động của điện, hoạt động của tim. Rồi, đồng ý, nhưng mà nó có gì đặc biệt? Và mình có nhìn vô đây, mình có thấy sợ không? Nó không có nhịp thoát xuất hiện. Nó không có nhiệm thoát xuất hiện, vậy mình sợ cái gì? Hay là bệnh nhân của mình sẽ có cái gì? Bệnh nhân mình sẽ có gì ạ? Theo các anh chị, bệnh nhân có gì? Em nghĩ là thất nó sẽ lên làm chủ nhịp của cô, thì thường là lúc đó sợ nhất là quân thất hoặc là... Không, bây giờ chỉ là cái điện tim này nè, bệnh nhân sợ, bệnh nhân sẽ có cái gì? Em nghĩ là ngừng tim đó cô. Đây, được, cái này là cái khoảng ngưng, nhưng mà không đến nỗi ngừng tim, nó mới có ngừng xoang à. Nhưng mà bệnh nhân sẽ có cái gì á? Triệu chứng cơ năng, đúng rồi, bệnh nhân ngất nha. Khoảng ngưng này khoảng dài lắm 4 giây,
Nó gián đoạn báo lên não, bệnh nhân của mình sẽ ngất. Và như vậy nó sẽ rất nguy hiểm. Thì mình thấy cái đoạn này á, cái đoạn này của mình á, thì nó khoảng 1 giây 6 thôi, trong khi này nó khoảng 4 giây. Giữa hai cái này thì cái khoảng này không có quá dài, nên có thể nó không làm bệnh nhân khó chịu nhiều. Nhưng mà đối với khoảng này nó sẽ gây ra cho bệnh nhân của mình ngất. Bên cạnh đó, nãy có bạn nói là bên cạnh cái khoảng ngưng dài này, bệnh nhân có cái gì? Nhịp nhanh, đúng không? Tần số 150. Như vậy cái điện tim này thì đây mình phân tích, đây là nhanh xoang và có cái ngừng xoang. Và khoảng ngừng là 4 giây. Nếu mình gọi nó một cái tên đầy đủ của nó là cái gì? Mình gọi cho nó, mình gọi cái người ta biết, người ta thấy, người ta hiểu ngay luôn cái điện tim này đó là cái gì ạ? Các bạn gọi tên nó đi. Là cái gì ạ? Những cái nói ở phía trước đó mà. Cửa lại trước là các chị gọi tên nó là cái gì? Nãy bạn nói có lúc nhịp nhanh đó, bạn gọi tên nó là cái gì vậy? Gọi tên cho cái điểm nhịp nhanh nhịp chậm á cô. Dạ đúng rồi, hội chứng tim nhanh tim chậm. Ha. Bây giờ cái này mình có điều trị không? Cái điện tim thứ ba, mặc dù mình chưa biết nguyên nhân gì, nếu có nguyên nhân có thể giải quyết, mình giải quyết được nguyên nhân thì này cái loạn nhịp có thể hồi phục, nhưng mà mình có điều trị không? Trường hợp này em thấy là có đặt máy tạo nhịp đó cô. Này là đặt máy tạo nhịp, còn làm gì khác nữa không ngoài đặt máy tạo nhịp? À, em thấy có cho sạc ức chế beta để ổn định là nhịp. À, khi nào mình cho chạm beta? Đừng, khi mà mình đo điện tim á, thì mình phát hiện bệnh nhân có hội chứng nhịp nhanh, nhịp chậm, nhưng mà phải bắt được cái cơn nhịp nhanh của nó. À, như thế này nè, chị hiểu ý đó. Thì một khi như thế này nè, là mình phải cho bệnh nhân đặt máy tạo nhịp tạm thời nếu nguyên nhân có thể giải quyết được. Còn nếu mà nguyên nhân không giải quyết được thì mình cũng sẽ phải đặt máy tạo nhịp. Nhưng mà này là tạo nhịp theo yêu cầu, nghĩa là khi nào có những khoảng ngưng thì lúc đó máy nó sẽ phát nhịp. Ví dụ như là mình cho tần số tim là 60, nếu mà hơn 1 giây mà tim không phát nhịp thì máy nó sẽ phát nhịp. Rồi. Và như vậy khi mà bệnh nhân của mình lên cơn nhịp nhanh, đã đặt máy tạo nhịp rồi, khi lên cơn nhịp nhanh mình cho thuốc để điều chỉnh nhịp chậm, mình không có sợ nhịp tim nó chậm hoặc khoảng ngưng nó sẽ dài thêm. Thật ra này phải đặt máy tạo nhịp rồi sau đó mới sử dụng thuốc điều trị nhịp nhanh nha. Còn nếu mà đó là lý do vì sao nãy, nếu mà các anh chị không ghi chuyển đạo dài, nếu các anh chị ghi đây thôi thì các anh chị đọc là gì? Nhanh xoang. Các anh chị cho thuốc làm chậm tần số tim đúng không ạ? Nhưng mà nhiều khi nó không làm chậm này mà làm kéo dài cái khoảng ngưng ra. Thì đó là cái mình lưu ý ở trên bệnh nhân của mình ha. Rồi, và cái này mình gọi tên đầy đủ là hội chứng tim nhanh tim chậm. Bây giờ mình mới qua lóc nhĩ thất. Hồi nãy ba cái mình đưa ra đó liên quan tới vấn đề của nút xoang. Và trong đó thì có một cái, đó là cái thứ ba là của hội chứng suy nút xoang nằm tim nhanh tim chậm. Còn hai cái trên, chậm xoang hoặc là lót xoang nhĩ, thì nhiều khi nó không phải là suy nút xoang mà có thể do một số những nguyên nhân khác. Rồi bây giờ mình qua lót nhĩ thất nè. Bây giờ các bạn sẽ thấy đó, trong lót nhĩ thất thì nó là độ 1, độ 2, độ 2 tiếp 1, tiếp 2, độ 3, và có cái người ta nói tới độ cao. Độ cao là độ 2, nhưng mà mình thấy nhiều P mới có QF thì mình gọi là độ cao, và nó có thể tiến triển sang cái độ 3. Rồi, đây mình xem nha. Điện tim đầu. Là gì ạ? Lóc nhĩ thất độ 1. Dạ, lóc nhĩ thất độ 1. Mình chỉ có PR dài thôi.
Nhịp này là nhịp gì ạ? Nhịp gì ạ? Nhịp xoan. Dạ đúng rồi, nó là nhịp xoan. Khi nói nhịp xoan thì mình mới nói nó là gốc nhĩ thất độ 1 ha. Tại có những trường hợp như nó là nhịp nhĩ, nhiều khi PR nó có thể hơi dạng chút. Đây là nhịp xoan lóc nhĩ thất độ 1. Như vậy bản thân cái này về về điện sinh lý tế bào nó liên quan tới rối loạn gì ạ? Rối loạn gì ạ? Hình thành hay dẫn truyền xung động? Hình thành hay dẫn truyền xung động ạ? Dạ, dẫn truyền xung động ạ. Dạ đúng rồi. Dạ, rối loạn dẫn truyền xung động, còn hình thành xung động thì của xoang nó bình thường thôi. Nhưng mà nó rối loạn về dẫn truyền xung động, mà cụ thể tầng này là từ nhĩ xuống thất, cái này nó chỉ bị chậm thôi. Chứ nó vẫn dẫn đúng không ạ? Theo các anh chị cái này mình có điều trị không? Bản thân cái lóc nhĩ thất độ 1. Dạ không cần. Không. Dạ mình không cần điều trị, mình chủ yếu mình điều trị nguyên nhân. Tại quan trọng là gì? Tần số tim của nó nè. Khoảng 2, 4, 6, 8. Khoảng 70, 80. Đúng không? Nếu mà các anh chị chia này là 4 ô là 75 á. Thì tần số tim nó vẫn đảm bảo. Nên bệnh nhân có thể là cái khó chịu bệnh nhân không có đáng kể. Chỉ có khi PR nó dài quá thì lúc đó là nhiều khi van cái mở của cái van vỡ hay của cái van nó không trọn thì nhiều khi có thể nó ảnh hưởng máu một ít nhưng mà cũng không quá đáng kể. Quan trọng là mình giải quyết cái nguyên nhân của lóc nhĩ thất độ 1. Rồi mình qua cái thứ hai. Cái thứ hai là gì ạ? Quen không ạ? Lóc xoan nhĩ. Đúng rồi, cái điện tim hồi nãy lóc xoan nhĩ. Là các anh chị thấy là gì? Đều có B hết, đúng không ạ? Chỉ có này là mất toàn bộ. Trong khi nếu lóc nhĩ thất thì có B và không có QRS. À đó rồi, cái mình lưu ý. Cái lóc nhĩ thất độ 1, cái này là lóc xoan nhĩ. Đây, như vậy thì mình sẽ không có... Hai cái nó sẽ khác nhau, lóc nhĩ thất và lóc xoan nhĩ nó khác nhau. Một cái liên quan tới của nút xoang, cái này liên quan tới dẫn truyền từ nhĩ xuống thất. Rồi, bây giờ mình đi tiếp nè. Cái trên cùng. Lóc nhĩ thất độ 2, mô bít tiếp 2. Lóc nhĩ thất độ 2, mô bít tiếp 2, các bạn đồng ý không? Cái trên cùng nha. Lóc nhĩ thất độ 2 mô bít 1 thôi. Dạ, yeah, cái này mới là mô bít tiếp 1. Mình dựa vào đâu? Cái khoảng BG nó dài dần rồi thì nó mất đi một bộ QRS. Rồi, một cái để mình nhớ đó là gì? Trong lóc nhĩ thất độ 1 là nó chậm thôi, nhưng nó đều dẫn, mỗi B đều có QRS đi theo. Một khi mà mình thấy nhiều B hơn QRS thì nó phải từ độ 2 trở lên. Và nếu mình thấy chứng minh nó còn liên hệ thì nó là độ 2. Nếu nó không liên hệ thì là độ 3. Và ở đây là mình thấy là gì? B, nó giống nhau đúng không? Trên cùng chuyển đạo và nhịp của nhĩ nó rất là đều. Nhưng mình thấy có một sóng B không dẫn. Và khi mà có sóng B không có dẫn thì đây là phải từ độ 2 trở lên. Nghĩa là độ 2, độ 3. Và như vậy mình xem nó có liên hệ hay không thì nãy bạn có nói đó. Mình chứng minh sự liên hệ của nó là gì? Một, PR hạn định. Hai là PR dài dần. Ở đây là mình có PR nó dài dần, một P không dẫn và chu kỳ lặp lại. Thì đó là đây là đồng, đây là lóc nhĩ thất độ 2, mô bít tiếp 1 hay mình gọi là chu kỳ Wankelbach. Cái này mình có điều trị không ạ? Điều trị em nghĩ điều trị nguyên nhân rồi cô, không có... Quan trọng là đúng rồi là điều trị nguyên nhân và yếu tố thúc đẩy, không có điều trị bản thân cái rối loạn nhịp trừ khi nào nó tiến triển, còn không mình không điều trị. Tại vì cái tần số thì sao, cái tần số của nó khoảng là 60 và cái khoảng này 246 thì nó khoảng
2 nè, 4 là 6. Là khoảng thêm một cái nữa là kể như 7 là 1 giây tư. Nhưng mà nếu nó dài hơn nó có thể làm bệnh nhân khó chịu. Rồi, còn này ạ. Tới giữa. Lớp nhị thất độ 2 mô biết tiếp 2. Dạ. Là mình thấy ở đây mình thấy là nhiều P hơn QR giống không? Là độ 2 trở lên, mình thấy khoảng PP nó đều nhau, khoảng PR nó hằng định. Những cái nào có bên có P đi phía trước á, hay là P mà có kế đi sau thì PR nó hằng định. Nên điều này chứng tỏ là nó có liên hệ. Thì đây là lóc nhĩ thất độ 2 mô bít chiếm 2, và mình có thể gọi cụ thể luôn, đây là lóc nhĩ thất độ 2, 2 1. Nghĩa là 2P mới có một QS. Có điều trị không ạ? Có điều trị không ạ? Điều trị nguyên nhân thì chắc chắn rồi đó. Có điều trị bản thân cái rối loạn nhịp không? Cái nguyên nhân giải quyết được. Còn bản thân cái loạn nhịp có điều trị không? Em nghĩ cái này có cô ơi. Lý do? Tại cái nhịp tim nó thất nó chậm quá thì... Dạ đúng rồi. Tại nó sẽ ảnh hưởng máu đi nuôi cơ thể. Nhịp thất quá chậm, nhịp thất quá chậm nó có thể, nó sẽ làm cho bệnh nhân có triệu chứng. Ví dụ có thể làm cho bệnh nhân của mình ngất, khó thở hay đau ngực liên quan tới gắng sức. Thì đó là cái mình lưu ý. Cái này là mình cần phải điều trị bản thân cái rối loạn nhịp. Tùy tạm thời hay là vĩnh viễn, tùy cái nguyên nhân có giải quyết được hay không. Rồi mình xuống cái bên dưới ạ. Cái này lóc nhĩ thất độ 2 mô tiếp 2 cô mà cao độ. Các bạn khác có đồng ý không? Giữa là... Hỏi là cái thứ ba chứ không phải cái màu trắng thứ hai đâu bạn. Không, bạn nói cái thứ ba đó chứ bạn không phải nói cái thứ hai đâu. Bạn nói cái thứ ba đó. Giữa giờ đâu bạn nói là lóc nhĩ thất độ 2. Tại vì cái khoảng mà BR cô hằng hằng định chứ cô, nó không có thay đổi. Nếu mà nó có thay đổi thì mới độ 3, còn không có thay đổi thì nó độ 2. Độ 2 thì nó vẫn còn dẫn truyền từ nhĩ xuống thất đúng không ạ? Dạ, đúng ạ. Vậy tại sao QS nó rộng? Em nghĩ là vẫn là độ 2 nhưng mà nó có lóc có ngoại tâm thu nhĩ nó kèm theo phải không cô? Đó chỗ nào ngoại tâm thu nhĩ ạ? À? Chỗ nào ngoại tâm thu nhĩ ạ? À? Rồi, mình xem ha. Sự thật cái đây là mình thấy nhiều P hơn QR và mình thấy tống P nó giống nhau nè. Nhịp của nhĩ nó đều. Đúng không ạ? À? Rồi mình thấy phúc bộ QS nó giãn rộng. Nhưng mà cái gì? Nhịp của nó không có đều. Đúng không ạ? À? Nhịp nó không có đều. QS thì nó giống nhau, nó có dạng thôi. Và những cái P mà có QS đi theo sau thì khoảng này nó rất là hằng định. Như nãy bạn nói. Thì đây nó vẫn là lóc nhĩ thất độ 2. Một khi lóc nhĩ thất độ 2 nó vẫn còn dẫn truyền từ nhĩ xuống thất. Thì cái này đó, do vị trí của lóc nó thấp, nó không phải ngay bộ nối. Nếu nó ngay ở chỗ bộ nối thì QS nó vẫn hẹp. Nó hơi thấp xuống hoặc là nó có lóc nhánh đi kèm. Thì phúc bộ QS nó rộng. Nhưng mà QS rộng này nó vẫn là của trên thất chứ không phải QS rộng này là của thất nè. Rồi ở đây mình có 3B mới có một phúc bộ QS nên là mình gọi độ 2 cũng được hay mình gọi là độ cao cũng được. Nguy cơ nó sẽ chuyển qua lóc nhĩ thất độ 3. Thì mình lưu ý là lóc nhĩ thất độ 2 mô bít chiếm 2 tiên lượng nó thường là nó nặng hơn lóc nhĩ thất độ 1 và độ 2 mô bít chiếm 1.
Tại vì vị trí của block của nó thấp ở dưới của bộ nối nhị thất. Đó là cái mình lưu ý. Và cái này khoảng này nó cũng rất là dài, mình không biết nguyên nhân là gì, nhưng nó sẽ gây triệu chứng cho bệnh nhân. Và này mình cũng sẽ cần phải điều trị bản thân cái loại nhịp chậm, cái block, cái nhịp chậm này ha. Đây. Dạ cô ơi, cho em hỏi cái điện tim hồi nãy cô. Điện tim nè, điện tim thứ ba điện tim mới qua luôn. Điện tim dạ, điện tim mới qua không? Đây giờ mình coi. Đây đây, mình coi đi. Dạ. Rồi, bây giờ mình đây. Cái khoảng BG cô, nó ngắn đó cô. Nó mình nghĩ cái này nó có giống như là nó cái chủ nhịp nó phát, nó không phải nó phát ở gần cái bộ nối không cô? Nếu là của bộ nối, tức là thay vì cái khoảng BG nó dài đấy. Bây giờ nếu là bộ nối thì một là PR nó ngắn, mình phải biết chuyển đạo này là chuyển đạo nào. Nếu ra là D2 thì sóng P nó âm. Một khi của bộ nối thì P âm D2, D3, AVF. Và mình thấy là cái gì, PR này nó đâu có ngắn đâu. Đây, như chỗ này đi, PR này từ đây qua đây nó cũng khoảng 0,16 giây, nó không có ngắn ha. Nếu ngắn là 0,12 giây trở xuống. Lên này nó cũng, mình sợ nó là hội chứng VBV á hả? Tại thấy giống Delta quá đúng không? Không, cái này nó là, nó vẫn là đây. Như vậy thì mình nhớ lưu ý khi mình đọc là một là về chữ, cái này nó cũng chủ yếu là liên quan về rối loạn dẫn truyền. Thì mình phải đọc là nhịp xoang nha. Nhịp xoang, lóc nhĩ thất độ 2, mô bít chip máy đó. Mà nếu mà nhĩ và thất tần số nó không giao, mình nói tần số nhĩ riêng, tần số thất riêng. Đây, cận này à. Cái bên dưới á. Lóc nhĩ thất độ 3. Dạ, cái này thì rõ rồi đúng không? Lóc nhĩ thất độ 3. Tần số nhĩ là bao nhiêu? Tần số nhĩ là khoảng nhiêu? 103.4. Tại vì sự thật cái nhịp xoang á, tần cái nó cũng hơi không đều một chút xíu. Thế này mình thấy ha. Ví dụ chỗ này mình thấy rõ hơn nè. Nó 3 ô, tần số nó khoảng 100, hơn 100 chút xíu. Đúng không ạ? Chỗ này thì khoảng, như nãy anh nói là khoảng 2 ô rưỡi, thì nó khoảng 120. Thì nó hơi không đều một chút, nhưng mà còn gì khác nữa không? Còn không, mình đếm số nè. Trong này là 6 giây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 120. 120 trở lại thôi. Rồi. Như vậy đây mình đã lóc nhĩ thất độ 3. Nhịp xoang lóc nhĩ thất độ 3, tần số nhĩ là khoảng 100, này khoảng 110 cũng được. Khoảng 120. Dưới 120 á. Rồi cái gì nữa? Chưa đủ. Hồi nãy có nói với các anh chị rồi, cái lóc nhĩ thất độ 3 các anh chị lưu ý cái gì? Khoảng PR. Khoảng PR thì không, mình đã nói xác định lóc nhĩ thất độ 3 rồi là nó có hiện tượng phân ly nhĩ thất rồi, nên PR này bị đứt rồi, nó không có liên hệ. Nhưng mà cái mình lưu ý là gì mà nó sẽ quyết định cái triệu chứng của bệnh nhân á? Tần số thất. Và ở đây, ở thất này mình gọi nó là cái gì? Mình phải gọi tên của nó trước. Rồi mình sẽ nói tần số nó là bao nhiêu. Đúng không? Gọi tên nó đi. Mình nói nhịp xoang nè, tần số của xoang là khoảng 120 nè, lóc nhĩ thất độ 3 nè, vậy mình thêm gì?
cái đuôi phía sau lóc như thất được không? Liên quan tới nãy bạn mới vừa nói đó là thất á, nhưng mà phải thêm gì trước cái tần số thất á? Nhịp chủ thất. À, mình dùng từ khác hơn là chủ thất. Phát nhịp ổ, phát nhịp thất chậm. Tại sao nói chậm? Để mình gọi đúng tên thôi chứ không chị. Đó là gì ạ? Thất này mình gọi là gì? Nhịp thoát thất. Nhịp thoát thất nha. Nhát thoát thì chỉ là 1, 2. Còn nếu mà từ 3 trở lên thì mình gọi là nhịp. Đây là nhịp thoát thất. Và tần số là bao nhiêu? 40. Đúng không ạ? Đoạn này là 6 giây. Tần số là 40. Ở đây thì mình thấy hai cái phức bộ QS giãn rộng nhưng mà nó khác nhau. QS giãn rộng này là nhịp nó phát ra từ thất. QS giãn rộng này là do rối loạn dẫn truyền ở trong thất, do lóc nhanh. Nó vẫn còn dẫn truyền từ nhĩ xuống thất. Còn này là nhịp của thất nó phát ra. Ở đây thì mình gọi là nhịp thoát thất và tần số nó là khoảng 40 lần phút. Thì như vậy là mình, cái này là mình sẽ xem có nó cấp thời hay là nó mãn tính, nó có triệu chứng hay không để mình quyết định mình điều trị. Nói chung nãy giờ mình chỉ nói với anh, chỉ các anh chị là thấy là nãy giờ nhịp chậm mình đã tách ra làm hai. Cái thứ nhất đó là sinus xoan. Cái thứ hai đó là lóc nhĩ thất. Nhưng mà nói chung khi điều trị nhịp chậm nó có triệu chứng á, thì đừng quên là nguyên nhân, tìm điều trị nguyên nhân. Trong đó có nhiều nguyên nhân mình lưu ý. Thí dụ nhồi máu cơ tim thành dưới, nó có thể là gây nhịp chậm xoan, lóc nhĩ thất các độ. Rồi, những cái thuốc bệnh nhân sử dụng, bệnh lý của tuyến nội tiết gì đó. Rồi nếu mà loạn nhịp, nó có triệu chứng ngất, huyết áp thấp, vân vân, đau ngực, vân vân, thì lúc đó là mình sẽ phải điều trị bản thân cái rối loạn nhịp chậm. Mình lưu ý là thuốc chỉ tạm thời, không ổn định và không bền. Ra nhiều khi bệnh nhân có thể có đáp ứng, bệnh nhân không đáp ứng, và cái đáp ứng của bệnh nhân cũng sẽ rất là khác nhau. Đây là trong trường hợp loạn nhịp chậm mà cấp thời á, trong trường hợp nó cấp thời mà nó có triệu chứng á, thì lúc đó mình mới dùng thuốc. Mình dùng thuốc đó là mình sẽ dùng thuốc đường tĩnh mạch. Còn những trường hợp mà nó không phải là cấp thời, nó mãn tính á, thì mình có thể sử dụng thuốc uống. Thì isoproterenol mà là đường tim á, thì cũng vẫn là trong trường hợp cấp thời. Và thuốc mà người ta hay thường sử dụng đầu tiên có thể đó là atropine, mà cái liều thấp nhất phải là 0,5 mg. Có thể là đến liều, các anh chị có thể sử dụng liều 1 mg, nhưng mình nhớ là tác dụng phụ của nó. Và mình có thể lặp lại mỗi 3 tới 5 phút và cái đạt tới cái liều tối đa là 3 mg. Thì đó là cái mình lưu ý, và chỉ cấp thời chứ này mình không sử dụng lâu dài. Còn nếu việc huyết áp bệnh nhân có hơi thấp thì các anh chị có thể sử dụng dopamine và mình chỉnh cái liều để nó có thể là nâng huyết áp, và tác dụng phụ của nó làm tăng cái tần số tim. Trầm trọng hơn các anh chị sử dụng adrenaline. Isoproterenol nếu mình có cũng là đường tĩnh mạch. Nhưng mà nếu không cấp thời, các anh chị có thể cho cái isoproterenol là isoprene là đường uống. Các anh chị có thể cho epinephrine, theophylline, salbutamol đường uống. Các anh chị có thể cho đơn thuần hay phối hợp. Đó là cái này là trong trường hợp không có cấp thời nha, mãn tính nha. Nên lúc nào cũng vậy. Loạn nhịp lúc nào mình cũng phải xem nó cấp thời hay là nó là bị lâu rồi. Nếu cấp thời thường nó là những cái xử trí cấp cứu. Rồi máy tạo nhịp tạm thời hay vĩnh viễn mới là điều biện pháp điều trị cơ bản ổn định lâu dài. Trong trường hợp mà cái nguyên nhân mình không giải quyết được đó, là mình đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn á. Còn tạm thời trong trường hợp nếu mà nguyên nhân có thể giải quyết được và cái loạn nhịp nó qua đi, rồi có thể phối hợp thuốc và tạo nhịp. Ví dụ như nãy mình nói hội chứng tim nhanh tim chậm,
Rồi, những cái thuốc này chị, các anh chị cũng có thể xem những cái thuốc mà điều trị những cái loạn nhịp chậm. Và loạn nhịp chậm này ta cũng phân tách ra đây là lóc nhĩ thất hay nó là nhịp chậm. Nhịp chậm này liên quan tới cái rối loạn nhịp của nút xoang mà gây có triệu chứng á. Thì cái chậm xoang á thì có thể là atropine, nó cũng có thể nó có đáp ứng. Này thuốc như này chỉ lặp lại cho các anh chị để các anh chị minh họa thôi. Atropine là dopamine nè, isoproterenol nè, epinephrine nè. Và tùy cái mình sẽ xem nguyên nhân cái loạn nhịp chậm đó là cái gì và mình sẽ chọn lựa thuốc điều trị cho nó phù hợp. Ví dụ như nhịp chậm này liên quan cho tới nhồi máu cơ tim thành dưới, liên quan tới quá liều của dạng canxi, liên quan tới quá liều của dạng canxi hoặc là dạng beta, hay là liên quan tới là sau khi quá liều của digoxin, hay là bệnh nhân của mình sau người ta ghép tim, hay là chấn thương cuộc sống vậy đó, vân vân. Và mình có thể chọn lựa thuốc cho nó phù hợp. Và anh này chỉ lưu đồ cho mình thấy thôi, chỉ nhắc lại tóm lại thôi. Thí dụ như trong trường hợp này thì người ta lại định nghĩa là khi mà cái nhịp chậm có triệu chứng á, hay là nhịp chậm mà mình khi mình đánh giá, mình phải đánh giá xem cái điều kiện, cái lâm sàng của nó. Ở trong những cái bệnh nhân loạn nhịp chậm mà khi tần số là dưới 50, quan trọng là mình tìm, mình điều trị những cái bệnh nền tảng của bệnh nhân. Rồi, và nếu mà bản thân cái loạn nhịp này, và cái nữa là mình xem loạn nhịp có triệu chứng là tụt huyết áp nè, rối loạn tri giác nè, bệnh nhân bị tình trạng sốc là thiếu máu cơ tim hay suy tim. Nếu mà có này thì cũng là về atropine nè, atropine không hiệu quả thì đặt máy tạo nhịp nè, hoặc là mình có thể sử dụng là dopamine nè, epinephrine là adrenaline đó. Nó sẽ tùy mình chọn lựa. Và một cái nữa là quan trọng là mình nên nhờ bác sĩ chuyên khoa. Nó tùy các anh chị xem những cái guideline của những năm khác nhau, nhưng mà nói chung, nhìn chung thì nó vẫn là vậy. Ví dụ như đây các anh chị thấy cái trước là dưới 50, còn này là dưới 60, cũng là những cái guideline thôi, nhưng mà có thể là người ta để nó, có thể các anh chị thấy định nghĩa nói chung là chậm là dưới 60 thì nó cũng giống vậy thôi ha. Là các anh chị cũng xem là nguyên nhân là gì, bản thân nó có gây bệnh nhân khó chịu gì hay không, để mình chọn lựa thuốc. Và tùy cái guideline mà nó sẽ ghi cho mình cụ thể cái thuốc liều như thế nào luôn. Tiếp theo nữa thì ngoại tâm thu. Thì ngoại tâm thu trên thất thì mình có nhĩ bổ nối ngoại tâm thu thất. Thì đối với ngoại tâm thu trên thất thì quan trọng là các anh chị tìm và điều trị nguyên nhân hơn là điều trị bản thân cái ngoại tâm thu trên thất. Nhưng điều mình lưu ý là gì? Cái ngoại tâm thu nhĩ mình theo dõi theo thời gian thì bệnh nhân của mình có thể là người ta sẽ bị rung nhĩ, nên mình lưu ý mình cẩn thận, mình nhớ theo dõi. Tại có một số bệnh nhân lúc đầu vài có ngoại tâm thu nhĩ, nhưng một đến một lúc nào đó bệnh nhân quay lại với mình là rung nhĩ, nên mình lưu ý. Quan trọng là mình cũng điều trị nguyên nhân. Còn nếu bản thân cái ngoại tâm thu nhĩ làm bệnh nhân khó chịu thì mình dùng thuốc tác động ở tầng nhĩ hay là tầng trên thất. Rồi, ngoại tâm thu của ở đây là của bộ nối ha. Thì đặc điểm của trên thất là phức bộ QS của nó giống như phức bộ QS của nhát cơ bản, trừ khi nào nó dẫn truyền lệch hướng thì phức bộ QS nó mới giãn rộng. Nên một khi mình thấy cái ngoại tâm thu mà phức bộ giãn rộng nhưng mà mình có thấy sóng V dị dạng đi trước thì đó là của trên thất, và nó hay là cụ thể hơn là của nhĩ dẫn truyền lệch hướng hơn. Rồi, mình nói chủ yếu là cái ngoại tâm thu thất. Tại vì đối với ngoại tâm thu thất thì mình lưu ý là mình phải đánh giá xem ngoại tâm thu thất có nguy hiểm hay không. Và ngoại tâm thu thất xảy ra trên cái bệnh lý nền là cái gì? Nhất là nó có bệnh lý về tim mạch thì nó dễ vô cái rung thất, nhanh thất và rung thất hay là xoắn đỉnh, nên mình lưu ý. Nên khi có ngoại tâm thu thất thì mình nhớ đánh giá này có phải ngoại tâm thu thất nguy hiểm hay không ha. Thì mình dựa vào cái gì? Thứ nhất, mình phải xem thử xem là nó có những cái ngoại tâm thu,
Đó thì sao cơn nhanh thất, rung thất? Nó dày là nó trên 10% tần số tim. Kiểu nó đi như thế nào? Chùm đôi, chùm ba, nhịp đôi, nhịp ba. Nó có rơi lên sóng T hay của cái phúc bộ chưa ở phía trước của nhịp cơ bản hay không? Nó một dạng hay nó nhiều dạng? Muốn biết một dạng hay nhiều dạng mình xem trên một chuyển đạo á. Chứ còn nhiều chuyển đạo khác nhau thì hình dạng nó sẽ khác nhau. Rồi các triệu chứng bệnh lý đi kèm. Ở đây thì mình thấy gì? Mà tâm thu thất này sao ạ? Ngày tâm thất này nó làm sao ạ? Các anh chị thấy là gì? Chỉ có một dạng thôi, nó đơn giản. Nhưng mà nó, nếu nó cứ đi thường xuyên như này thì nó trở nên dày. Nó lớn hơn 10% của cái tần số tim. Còn đây ạ, trên cùng một chuyển đạo, các anh chị thấy là gì? Hình dạng nó khác nhau. Thì đây là ngoại tâm thu này là đa dạng. Còn đây là sao ạ? Hai ngoại tâm thu đi liên tiếp nhau thì mình gọi là chùm. Chùm đôi. Rồi khi điều trị thì ngoại tâm thu thất không triệu chứng thì mình không cần điều trị, chủ yếu là mình điều trị cái bệnh nền tảng ha. Nhưng ngoại tâm thu thất có triệu chứng hoặc là ngoại tâm thu, những ngoại tâm thu thất nguy hiểm mà bệnh nhân có bệnh lý mạch vành cấp á, các anh chị thì nó dễ vô cái nhanh thất hay là rung thất, nên mình lưu ý. Rồi và cái nữa thì cái thuốc tùy theo cái bệnh cảnh của bệnh nhân mình cần phải xóa ngay hay không. Nếu mình để nó sẽ vô nhanh thất, rung thất, nó sẽ bất lợi cho bệnh nhân. Thì lúc đó nếu mình muốn xóa nhanh thì mình sẽ dùng thuốc đường tĩnh mạch. Và các anh chị nhớ là lidocaine là chỉ có đường tĩnh mạch thôi. Và lidocaine này là dùng cho tim mạch chứ không phải lidocaine thuốc tê nha các anh chị. Rồi à, có thể mình cho amiodarone hoặc mình cho procainamic. Thì này là 1B, cái này là nhóm 3, cái này là nhóm 1A. Còn lâu dài thì mình có thể mình cho thuốc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3. Một số trường hợp cho chặn canxi, và nhớ là chặn canxi không phải là thuốc chọn đầu tay để điều trị ngoại tâm loạn nhịp thất nha. Rồi, còn có những cái trường hợp mà không, người ta không thấy cái bệnh căn nguyên, bệnh nền tảng. Thì mà bệnh nhân mình có ngoại tâm thu thất như vậy thì nhiều khi người ta phải thăm dò xem cái ổ sinh loạn nhịp ở đâu. Và người ta đốt bằng cái qua cái thông điện cực. Thì cái này người ta mới điều trị triệt để cái bản thân cái nhịp nhanh thất. Rồi, còn cái nữa có thể phải cấy cái ICD. Ở trong trường hợp mà bệnh nhân ngoại tâm thu thất nguy hiểm mà có EHF dưới 35%. Bác sách ghi là dưới 30 á. Và bệnh nhân đã từng có tiền sử rung thất, nhanh thất. Và cái đây là bệnh nền, những cái bệnh nền tảng á, là những cái nguyên nhân mà không có thể điều trị được. Mình sang phần nhịp nhanh ha. Đứng trước một nhịp nhanh thì các anh chị hồi nãy phần đầu các anh chị nói rồi đó, là các anh chị xem QS rộng hay QS hẹp. QS hẹp thì mình cũng đi hai hướng. Nếu nó đều thì nó có thể là nhanh xoang, nhanh vào lại bộ nối nhĩ thất, cuồng nhĩ dẫn truyền nhĩ thất, cố định, nhanh nhĩ, thì nhanh nhĩ có thể kịch phát hay không kịch phát. Còn một khi nó rất là không đều á, và các anh chị nhớ lưu ý là hội chứng VVV thì nếu nó dẫn truyền theo con đường chính thống, đi xuống theo đường chính thống, lên theo đường dẫn truyền phụ thì QS nó vẫn hẹp. Nên không phải lúc nào VVV các anh chị cũng thấy là phúc bộ QS nó rộng đâu nha. Còn một khi nó không đều thì thường nhất nó là rung nhĩ. Nhưng có thể được cuồng nhĩ dẫn truyền nhĩ thất thay đổi, có thể là nhanh nhĩ chế lóc nhĩ thất thay đổi và nhanh nhĩ đa ổ. Thì như vậy đây là cách mình tiếp cận thôi. Đứng trước một bệnh nhân, cái này giống như bản nãy thôi, một bệnh nhân nhịp nhanh phúc bộ cơ hẹp nghĩa là dưới 120 thì các anh chị thêm đều hay không đều để các anh chị đi cái hướng của nó thôi chứ không gì. Rồi, hồi nãy cũng có nói với các anh chị đó là liên quan tới cái nhóm khác của phân loại vô gan viêm. Cái này là, đó là cái adenosine theo guideline của SC 2019 á. Thì thường thì adenosine mình cho trong những trường hợp mà nhịp nhanh với phúc bộ QS nó hẹp và nó đều.
Thì để mình xem đáp ứng nó với adenosine như thế nào. Tại adenosine thì tác dụng nhanh đó. Các anh chị tiêm thì cũng phải tiêm nhanh, và cái nó hết tác dụng cũng nhanh. Tại giờ thời gian bán hủy của nó ngắn thôi. Thì mình xem cái kiểu đáp ứng của nó như thế nào để giúp của mình chẩn đoán là cái loại nhịp gì. Trong trường hợp nhịp nhanh đều và phúc bộ QS hẹp, ví dụ như các anh chị cho adenosine không có hiệu quả gì hết, thì một là cái liều của mình nó không thích hợp, hai là cái sự thật cái này là nhịp nhanh ở thất nhưng mà ngay tại vùng cao của vách, thì mình biết ngay vách nên nó sẽ thử cực hai thất đồng thời, nên QS nó sẽ không có rộng rõ, mặc dù nó là của nhanh thất. Thì nhanh thất thì nó sẽ không đáp ứng với adenosine, tại adenosine chỉ có tác động ở tầng trên thất thôi. Còn nếu mà nó chậm dần cái tần số tim và sau đó nó nhanh lên trở lại thì có thể là nhịp của xoang, có thể là của cái nhanh nhĩ, rồi có thể là nhịp cái ngoại nhịp nhanh mà liên quan tới ngoại tâm thu của bộ nối. Còn nếu nó đột ngột nó cắt cơn, thường đó là những cái nhịp nhanh mà vào lại, liên quan tới vào lại nhĩ thất hay vào lại bộ nối nhĩ thất. Đây, còn nếu mà cái nhịp nhanh của nhĩ nó vẫn kéo dài và nó làm cho lóc, nó chỉ làm cho lóc nhĩ thất thoáng qua, thì thường đó là trong những cái trường hợp quần nhĩ hoặc là vào lại của nhĩ, những cái vòng vào lại mà vòng vào lái micro thôi. Vậy đây là trường hợp điện tim này của mình là nhanh xoay, tần số là 150. Các anh chị có điều trị nhịp nhanh xoay không? Các anh chị có điều trị không ạ? Các anh chị có cho thuốc không? Điều trị nhanh xoay á, các anh chị cho không ạ? Mình cho thuốc không ạ? Em nghĩ cũng có thể nên cho cô, tại nếu nhịp nhanh to như bệnh nhân để cảm giác hồi hộp đến chứng ngực thì cũng có. Dạ. Dạ. Mình trái gì ạ? Thường nếu mà không có chống chỉ định của ức chế beta thì ở đây phải đầu bằng chế beta. Dạ, mình cho chạng beta. Chống chỉ định cái chạng beta là gì ạ? Dạ, cô là cái tình trạng mà co thắt phế quản hoặc là của cái trường hợp nhịp chậm nữa cô. Nhưng mình đang nhịp nhanh mà. À, mình nói là lỡ bệnh nhân mình có hội chứng tim nhanh tim chậm đúng không ạ? Rồi, còn gì khác nữa không ạ? Dạ thưa cô, là thường là chống chỉ định của chế beta là hen phế quản. Bệnh nhân bị u tủy thượng thận khi mà chưa điều trị bằng ức chế alpha. Bệnh nhân có COPD thì chống chỉ định tương đối. Dạ. Rồi thường là cái chống chỉ định em thấy thường là sử dụng là hen phế quản là chủ yếu, còn mấy cái chống chỉ định khác ít sử dụng. Không, nhưng mà bạn có đồng ý cho thuốc điều trị cái nhịp nhanh xoang ở bệnh nhân này hay không cái đã? Ngoài cái chống chỉ định của chạng beta là như trên bạn, bạn trước thì bạn nói là dùng chạng beta, nhưng bạn có đồng ý là cho thuốc chạng beta không cái đã? Thường á, trên trường hợp lâm sàng nếu mà bệnh nhân mà chỉ là bản chất là nhịp tim nhanh do ở tim mà không phải do bệnh nền, ví dụ như là nhiễm trùng hay là gì khác á, hoặc là bệnh nhân có cường giáp gì, thì thường là em sẽ cho chạng beta. Nghĩa là mình cũng phải loại những cái nguyên nhân và có thể điều chỉnh được, đúng không ạ? Rồi, các bạn khác có ai có ý kiến gì không ạ? Rồi, bây giờ đứng trước một bệnh nhân nhịp nhanh, thường là mình phải tìm nguyên nhân của nó trước cái đã. Nhiều khi nó lại liên quan tới bệnh nền tảng. Thí dụ như là nãy bạn nói là nhiễm trùng, đó là tình trạng bệnh nhân sốt cao lên thì nhịp tim nó nhanh. Cái thứ hai, bệnh nhân mình có giảm thể tích tuần hoàn. Giảm thể tích tuần hoàn có thể liên quan tới mất nước, mất máu, vân vân, thì nó sẽ làm cho nhịp tim nhanh lên. Mà nếu mà mình cho thuốc
làm chậm nhịp tim ở những bệnh nhân này nhiều khi nó sẽ làm gì? Tình trạng của bệnh nhân nặng thêm. Thí dụ như bệnh nhân sốt, mình cho hạ sốt là xong. Bệnh nhân giảm thể tích tuần hoàn, mình bồi phụ lại cái thể tích tuần hoàn. Nhưng mà nếu sao mình tìm là không có những cái vấn đề đó, mà lúc này là mình tim nhanh này liên quan tới nếu cường giáp thì mình vẫn có thể cho dạng beta, nhưng mà bên trước, nhưng mà bên cạnh đó là mình phải cho gì ạ? Thuốc kháng giáp, đúng không ạ? Có kháng giáp thì kháng giáp nó không có hiệu quả ngay, thì mình có thể sử dụng dạng beta để giảm những cái dấu hiệu ngoại biên liên quan tới hoạt động quá mức của cái giao cảm và liên quan tới cái hormone của tuyến giáp á. Rồi, trường hợp nữa là gì? À, bệnh nhân của mình nãy như các bạn nói là cường giao cảm nè, hoặc là trường hợp gì tim nhanh, nhanh xoang không thích hợp nè, nó sẽ tùy. Mà lúc đó mình phải đánh giá hết rồi mình mới cân nhắc xem là mình có sử dụng thuốc cho bệnh nhân hay không. Và tùy thuốc thì các anh bạn như nãy các bạn nói, có thể các bạn sử dụng dạng beta. Nhưng mà nếu nhanh xoang không thích hợp thì người ta thường người ta lại cho gì ạ? Hoặc là bệnh nhân nhiều khi không dùng được dạng beta, mình có thể cho gì ạ? Mình có thể cho ivaradin ức chế kênh IF. Nhưng mà chỉ lưu ý lại gì, nhanh xoang thì mình lưu ý tìm điều trị nguyên nhân hơn là điều trị bản thân cái nhanh xoang. Trừ khi nào mình đã loại hết những cái nguyên nhân mà mình có thể chỉ cần điều chỉnh là cái nhanh xoang tự nó sẽ hồi phục. Ví dụ như các anh chị thấy bệnh nhân vô cái suy tim cấp và phổi cấp, tim cũng nhanh lên dạ. Thì đó là cái mình lưu ý ha. Rồi, cảm ơn các anh chị. Rồi, trường hợp này là nhanh nhĩ ha. Nhanh nhĩ này là nhanh nhĩ mà chỉ là nhanh nhĩ đơn giản thôi. Mà mình thấy là gì? Khi mà nó nhanh vậy, P nó sẽ rơi lên sóng T và làm cho sóng T biến dạng. Do đó về nguyên tắc khi mà mình những cái loạn nhịp á, loạn nhịp nhanh, mình phải có một cái điện tim trong cơn và một cái điện tim ngoài cơn để mình so sánh. Rồi còn cái nhĩ thì cái điều trị liên quan tới nhĩ gom chung lại sao? Rồi các trường hợp này là mình có gì nè? Nhanh hay chậm nè? Hai trường hợp nãy mình là nhịp nhanh và phức bộ cứa hẹp và nó đều. Còn trường hợp này các anh chị thấy gì? Nhanh hay chậm? Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai. Và đây anh chị thấy một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây, sáu giây. Trong sáu giây các anh chị có 12 phút bộ QS, nên tần số tim là khoảng 120. Đều không ạ? Rất là không đều. Loạn nhịp hoàn toàn đó. Nếu làm sàn các anh chị sẽ chẩn đoán là rung nhĩ. Các anh chị nói là rung nhĩ á, nhưng mà trường hợp này nó không phải. Các anh chị có thấy sóng B không ạ? Có thấy B không ạ? Có cô. Mình có thấy sóng B. Nhưng B có giống nhau không ạ? Nó khác nhau. Trên cùng một chuyển đạo B nó không giống nhau nên nó không phải là xoay. Ha. Mà nói lại gì? Này là nhịp nhanh nhĩ đau ổ. Dạ, nhanh nhĩ đau ổ. Nhưng mà nếu mình thấy những sóng B rất là khác nhau, nhưng mà tần số nó từ 60 trở lại thôi, thì các anh chị gọi nó lại gì? Cũng ba sóng B khác nhau, nhưng mà tần số của nó dưới 60, các anh chị gọi là gì? Nhiều sóng B khác nhau nghĩa là nhiều ổ cỡ nhĩ đó, nhưng mà tần số nó dưới 60 thì mình gọi nó là gì? Thì đó là chủ nhịp nhĩ lưu động nha. Còn chừng nào nhanh á mà nhiều sóng B khác nhau từ 3 sóng B trở lên, trên tần số trên 100, mình mới gọi là nhanh nhĩ đau ổ. Còn kia cũng là nhiều ổ phát nhịp ở nhĩ, nhưng mà tần số của nó từ 60 trở xuống thôi, mình gọi là chủ nhịp nhĩ lưu động. Thì cái chủ nhịp nhĩ lưu động đó là thoát của nhĩ. Mà thoát là bản thân của thoát thì nó là chậm. Rồi, ở dưới này ạ. Này là gì ạ? Cái thứ hai.
Cái thứ hai này là cái gì ạ? Các anh chị có thể đọc cái thứ hai không ạ? Mình sắp hết giờ rồi đó các bạn. Cái này nhịp nhịp nhanh nhỉ cộng với cái lốc nhị thất độ 2 Mobit 2 á cô. Vậy cơ chế của nó là gì? Cơ chế điện sinh lý của nó thuộc dạng nào? Hình thành hay dẫn truyền? Cái này em nghĩ là dẫn truyền gì cô? Nghĩ là dẫn truyền. Các bạn khác có nghĩ đây là liên quan tới dẫn truyền không? Này là cả hai. Tại cái nhịp này là nhịp của nhĩ chứ không phải của xoan, nên liên quan tới hình thành xung động. Nhưng mà do tần số nhĩ nó nhanh quá, thất không có ra khỏi thời kỳ trơn, chưa ra khỏi thời kỳ trơn, nên cơ chế bảo vệ thôi. Và nếu đáp ứng hết thì một là sẽ rối loạn huyết động, hai là nó sẽ thoái triển sang cái loạn nhịp khác nguy hiểm hơn. Rồi, như vậy đây là mình có 2B mới có một phúc bộ QRS. Nhanh nhĩ là nguồn gốc đó là rối loạn về hình thành xung động, và lóc nhĩ thất độ 2 thì nó là rối loạn về dẫn truyền. Đây đây mình gọi là nhanh nhĩ với dẫn truyền nhĩ thất 21, nghĩa là lóc nhĩ thất 21. Đó là lý do vì sao các anh chị phải nói cái chủ nhịp là gì. Ví dụ phía trước mình gọi là gì, nhanh xoan, thế sao lại nhịp xoan lóc nhĩ thất 21, còn đây là nhanh nhĩ với lóc nhĩ thất 21. Một khi mình thấy nhanh nhĩ với lóc nhĩ thất như thế này thì mình cẩn thận xem bệnh nhân mình có sử dụng digoxin không. Thì nếu sử dụng digoxin thì đó là dấu hiệu gợi ý ngộ độc digoxin. Còn này dễ rồi đúng không? Rung nhĩ. Nhịp cũng rất là không đều, thì các anh chị thấy rất là đều, không đều. Nãy là các anh chị có nhanh nhĩ đau ổ nè. Còn cuồng rung nhĩ thì là nhịp thất, nó đương nhiên nó sẽ không đều và nó nhanh. Thì đó là cái mình lưu ý. Và nếu mà không có điều trị thường nó trên 100. Còn nếu bệnh nhân có dùng thuốc hoặc bệnh nhân có vấn đề gì đó của dẫn truyền nhĩ thất, hay là bệnh nhân có hội chứng suy nút xoang gì đó, thì có thể cái tần số của nó không có nhanh. Rồi, còn nếu mà mình thấy là rung nhĩ nhưng mà nhịp thất rất là đều và chậm, thì lúc này là mình nên nghĩ tới, nhất là bệnh nhân có dùng digoxin, nên nghĩ tới lóc nhĩ digoxin và nó gây lóc nhĩ thất độ 3. Tại một khi mình thấy nó thất nó rất là đều đó là nó không còn liên hệ với cái sóng ép nữa rồi. Và cái ổ phát nhịp đó là nó không phải là do dẫn truyền rồi. Không có dẫn truyền từ nhĩ xuống thất. Tại vì rung nhĩ vẫn còn dẫn truyền từ nhĩ xuống thất nha các anh chị. Rồi khi mà bệnh nhân có rung nhĩ thì những các vấn đề mình lưu ý là gì? Một, tần số thất của nó như thế nào? Nó quá nhanh, nó có thể gây bệnh nhân có triệu chứng. Thì mình đã lưu ý là bản thân cái rung nhĩ nó gây triệu chứng cơ năng hay không. Rung nhĩ đó, tần số nó quá cao và nó kéo dài. Ví dụ như tần số nó rất là cao thì nó sẽ làm cho bệnh nhân khó chịu và nó có thể ảnh hưởng tới huyết động. Rồi, và như vậy thì nếu bệnh nhân mình rung nhĩ mà không phải da hẹp hai lá, không phải là liên quan tới van kim loại, thì lúc đó mình phải đánh giá chắc vát để mình cho bệnh nhân sử dụng thuốc chống đông đường uống. Thì đó là cái mình lưu ý. Còn nếu bệnh như vậy thì mình xem là nếu nguy cơ cao, nghĩa là nếu là nam từ 2 điểm trở lên, nếu từ nữ từ 3 điểm trở lên thì mình sẽ cho chống đông đường uống. Và nếu mà nguy cơ của bệnh nhân là nguy cơ thấp thì lúc đó người ta cũng không có khuyến cáo mình cho thuốc chống đông. Và hồi trước đây thì người ta nói là không cho chống đông đường uống, mình có thể cho chống cái tập tiểu cầu, nhưng mà sau này thì người ta
chứng bệnh người ta kết luận luôn là chống cái tập tiểu cầu thì sẽ không có vai trò trong dự phòng đột quỵ do rung nhĩ nha. Còn nếu mà các anh chị dự phòng đột quỵ mà liên quan tới xơ vữa thì là vai trò ở chống cái tập tiểu cầu. Đó là cái mình lưu ý khi bệnh nhân rung nhĩ thì người ta dự phòng là dự phòng đột quỵ á, đột quỵ não liên quan tới rung nhĩ á, thì là phải là thuốc chống đông đừng uống. Đây, các anh chị sẽ xem nè, cái rung nhĩ của bệnh nhân là rung nhĩ như thế nào. Đây là rung nhĩ được chẩn đoán đầu tiên, nghĩa là nào giờ bệnh nhân không biết, bác sĩ cũng tiếp xúc bệnh nhân lần đầu, thì lúc đó là mình nói là chẩn đoán là rung nhĩ được chẩn đoán đầu tiên, nhưng không có nghĩa là nó mới vừa xảy ra nha. Rung nhĩ kịch phát, rung nhĩ dai dẳng, rung nhĩ kéo dài, rung nhĩ mạn. Sự thật ta gom hai cái này vô chung, rung nhĩ dai dẳng, rung nhĩ mạn á, rung nhĩ kéo dài, rung nhĩ mạn, đó là rung nhĩ từ hơn một năm trở lên. Thường một khi rung nhĩ hơn năm trở lên thì thường thường đó là gì? Bệnh nhân của mình thường là mình chỉ lại gì, kiểm soát cái tần số thất thôi và sử dụng chống đông. Thường thì nhiều khi người ta không có đặt cái vai trò của chuyển nhiệm. Còn những trường hợp như rung nhĩ kịch phát thì người ta có thể là người ta có thể là mình có thể là mình có thể mình chuyển nhịp cho bệnh nhân chuyển về nhịp xoang. Và chuyển về nhịp xoang thì nếu mà rung nhĩ dưới 48 giờ thì có tác giả nói là không cần sử dụng thuốc chống đông mà mình có thể là mình chuyển nhịp. Nhưng mà nếu mà rung nhĩ từ 48 giờ trở lên trước khi mình chuyển nhịp là mình phải cho chống đông. Như vậy khi đứng trước bệnh nhân rung nhĩ thì các anh chị phải xem rung nhĩ đó thuộc dạng nào. Cái thứ hai nữa, rung nhĩ bản thân cái rung nhĩ có làm bệnh nhân có khó chịu gì hay không. Đây là triệu chứng cơ năng, từ không có chứ khó chịu gì tới khó chịu nhẹ, mức độ trung bình, mức độ nặng, hoặc là bệnh nhân không làm gì được luôn, để mình quyết định để mình xem có điều trị rung nhĩ hay không. Và đứng trước một bệnh nhân rung nhĩ thì mình nhớ lưu ý là bệnh nhân của mình phải xem đó là cấp thời hay là rung nhĩ đó là mạn tính. Và trên bệnh nhân của mình đã có suy tim hay không? Có suy tim hay không? Để mình lưu ý lại gì? Chuyển nhịp nếu có thể nha, chứ không phải bệnh nhân nào có thể chuyển nhịp. Thuốc chống đông là mình phải dựa vào nguy cơ đột quỵ. Nếu bệnh nhân hẹp hai lá, bệnh nhân có van kim loại là sử dụng ngay kháng vitamin K, không đánh giá chắc phát. Nhưng mà nếu là bệnh nhân mà rung nhĩ do bệnh van tim, không phải là hai cái nãy mình nói, hoặc là do nguyên nhân khác, thì mình phải đánh giá cái thang điểm. Mình phải đánh giá cái thang điểm chát vát để mình quyết định là mình cho bệnh nhân chống đông đường uống. Rồi mình lưu ý nữa là mình sẽ kiểm soát cái tần số thất của bệnh nhân. Đó là cái mà mình lưu ý trên bệnh nhân của mình. Đương nhiên mình sẽ điều trị những cái khác, điều trị nguyên nhân này kia đó. Rồi. Và cái nữa các anh chị lưu ý đây là thang điểm chắc bát. Các anh chị đánh giá thế thôi. Sự thật trên phần mềm của máy tính, các anh chị chỉ cần gõ chắc bát vô thì lúc đó nó sẽ hỏi bệnh nhân của các anh chị là tuổi, là giới nè, có suy tim không, có tăng huyết áp gì không, hỏi và mình trả lời xong nó cho mình ra cái điểm. Điểm tổng là bao, điểm của bệnh nhân là bao nhiêu. Vậy bây giờ như vậy thì trong cái điều trị rung nhĩ thì mình có gì? Một là khống chế tần số thất. Và khống chế tần số thất đó là cấp thời và lâu dài. Cái thứ hai nữa là thuốc chống đông. Bây giờ khi mình khống chế cái tần số thất ở bệnh nhân rung nhĩ á, thì mình phải xem bệnh nhân của mình ơ ép có thấp hay không. Nếu ơ ép hơn 40% thì thuốc nào mình chọn cũng được, dạng beta, dạng canxi. Thậm chí là mình cũng có thể sử dụng digoxin, nhưng mà digoxin thường là dùng phối hợp để kiểm soát cái tần số tim thôi. Thì mình có thể là gì, dạng beta hoặc là dạng canxi phối hợp với digoxin, không phối hợp, không có khuyến cáo mình phối hợp dạng beta với dạng canxi ha. Nếu mà ef dưới 40% hoặc là bệnh nhân mình có biểu hiện của tình trạng suy tim xung huyết
Thì người ta khuyến cáo mình cho chạm beta liều thấp thôi để mình đạt cái tần số tim được cái kiểm soát, và người ta khuyến cáo mình cái tần số tim mà mình kiểm soát ban đầu lúc nghỉ á, cái đích đó, hay là cái mục tiêu là dưới 110 lần một phút lúc nghỉ, và cũng tránh đừng có để nhịp tim quá chậm. Cái này mình sẽ chạm beta và có thể là mình phối hợp với digoxin tùy theo bệnh nhân mà các anh chị quyết định chọn lựa trên bệnh nhân của mình ha. Và ở đây thì dưới 40 thì không cho chạm canxi hay các anh chị. Đây, về khống chế về lâu về dài, về lâu về dài cũng vẫn là cái mục tiêu là dưới 110 trên một phút, nhưng mà sẽ tùy theo bệnh nhân của mình. Của mình là thí dụ bệnh nhân có bệnh lý mạch vành hay gì đó mà mình sẽ giữ cái tần số tim, thí dụ mình giữ 70-80 lúc nghỉ chẳng hạn, nhưng mà tránh đừng để nhịp tim quá chậm. Mình lưu ý là bệnh nhân rung nhĩ có một số bệnh nhân là hội chứng tim nhanh tim chậm, nên lúc mà mình đếm cái tần số tim mình thấy là giữ khoảng 70-80, nhưng mà có những lúc bệnh nhân có những cái khoảng ngưng dài, tại bản thân cái rung nhĩ nhịp nó không đều, có những khoảng ngưng dài bệnh nhân có thể có triệu chứng. Nên có nhiều bệnh nhân nhiều khi rung nhĩ và bệnh nhân cứ hay bị ngớt, thì các anh chị coi chừng bệnh nhân của mình đang có hội chứng tim nhanh tim chậm á, nên các anh chị cho thuốc làm chậm tần số tim có những lúc làm cho khoảng ngưng dài. Nên những cái trường hợp này nhiều khi các anh chị phải cho bệnh nhân đeo cái Holter 24 giờ nếu nó không phải là khẩn cấp á. Các anh chị cho bệnh nhân đeo Holter 24 giờ để các anh chị xem có những cái lúc mà bệnh nhân có khoảng ngưng dài không. Khoảng ngưng mà từ 3 giây trở lên thì coi chừng bệnh nhân mình có hội chứng suy nút xoang. Còn các anh chị kiểm soát tần số tim về lâu dài cũng phải xem EF bệnh nhân như thế nào để các anh chị chọn lựa cho phù hợp. Về lâu dài mình có thể sử dụng chạm beta hoặc digoxin, hoặc là mình phối hợp hai thứ với nhau. Còn nếu mà EF trên 40% thì các anh chị có thể chọn một trong ba thứ, đơn thuần hoặc là phối hợp. Phối hợp chạm canxi với digoxin, chạm beta với digoxin, hay là digoxin phối hợp với chạm canxi hoặc chạm beta, chứ không khuyến, các anh chị thấy người ta không khuyến cáo các anh chị phối hợp chạm beta với chạm canxi nha. Rồi tiếp nữa là mình xem là mình có chỉ định chuyển nhịp cho bệnh nhân hay không. Chỉ định chuyển nhịp nếu có nha, thì có thể là các anh chị sử dụng thuốc hoặc các anh chị chuyển nhịp bằng điện. Điện chuyển nhịp bằng điện là trong những trường hợp một là cấp cứu, mà khi cấp cứu bệnh nhân rung nhĩ các anh chị chưa chuẩn bị chống đông tốt, coi chừng mình đỡ lấy cái nhịp xoang với cái đột quỵ. Còn nếu mà chuyển nhịp mà không cấp cứu á, thì thường là mình phải chuẩn bị chống đông đủ thời gian rồi sau đó mình mới cho. Nó trong điều kiện, trong trường hợp mà bệnh nhân mình vẫn có thể chuyển nhịp được nha. Đây là những cái thuốc để chuyển nhịp thì anh chị mình lưu ý ha. Nhóm 1C là Lecainic, nhóm 3 là Amiodarone, 1C là Robapenone vẫn là 1C á, các anh chị. Do đó mà các anh chị nhớ là Amiodarone chủ yếu là để chuyển nhịp, chứ đừng dùng nó để kiểm soát tần số thất nha. Nhiều khi các anh chị kiểm soát tần số thất nhưng mà lỡ nó chuyển nhịp, các anh chị chưa chuẩn bị chống đông tốt, thì nó ra cái nhịp xoang và đổi lấy bệnh nhân mình là cái đột quỵ á, các anh chị. Và khi các anh chị cho bệnh nhân sử dụng thuốc chống đông thì các anh chị phải đánh giá Hartflat. Và Hartflat này mình sẽ đánh giá tại cái thời điểm mà bệnh nhân mới nhập viện, đánh giá ban đầu để mình xem nguy cơ như thế nào để mình chọn lựa cái thuốc chống đông cho nó phù hợp. Và sau đó định kỳ thì khi mình kiểm tra lại trên bệnh nhân thì mình vẫn đánh giá cái Hartflat. Tại Hartflat này nó sẽ thay đổi, chứ nó không phải là chỉ có một cái điểm duy nhất các anh chị đánh giá lần đầu thôi. Mỗi lần bệnh nhân tái khám các anh chị sẽ đánh giá lại để các anh chị điều chỉnh cho nó phù hợp ha. Và cái này nó có hướng dẫn hết, thường các anh chị vô phần mềm các anh chị gõ vô thì lúc đó nó sẽ cho các anh chị điểm là bao nhiêu. Ở đây tăng huyết áp là phải huyết áp còn cao nha, chứ tiền sử tăng huyết áp và huyết áp ổn định thì nó không có điểm nha các anh chị. Rồi cái chọn lựa thuốc của mình thôi, mình chọn lựa thuốc để cho nó phù hợp. Thường nếu mà bệnh nhân của mình hẹp rung nhĩ hẹp hai lá, hay là bệnh nhân của mình có van kim loại, thì mình cho kháng vitamin K.
Còn nếu mà rung nhĩ không do cái bệnh van tim như mình, do cái bệnh van tim khác, không phải hẹp hai lá, không phải van kim loại, hoặc do nguyên nhân khác, thì thuốc chống đông đường uống ưu tiên người ta chọn là NOAC hơn là kháng vitamin K. Tại NOAC thì mình thấy là nó được cái lợi hơn là nó không bị ảnh hưởng bởi một số thuốc và thức ăn. Cái thứ hai là nó không có, không cần phải kiểm tra in e, và do đó mà mình thấy là nó sẽ không như là kháng vitamin K, là in e nó rất là dao động và nó bị ảnh hưởng bởi chế độ ăn nên nguy cơ chảy máu của bệnh nhân, nhất là những cái chảy máu mà trầm trọng á, nó nhiều hơn. Chỉ có cái là mình lưu ý là khi mình cho thuốc chống đông đường uống là NOAC á, mình nhớ lưu ý là mức lọc cầu thận của bệnh nhân để mình chỉnh liều hay là chống chỉ định của cái NOAC, tùy cái thuốc mình cho là cái gì. Và cái vấn đề thứ hai nữa là NOAC thì nó mắc tiền, chỉ có khi nào bỏ viễn thanh thì cái khả năng bệnh nhân, có thể là bệnh nhân mới có khả năng sử dụng được, còn không thì nó đắt. Cái viên thuốc nó rất là mắc, tùy loại các anh chị cho một liều hay hai liều, xin lỗi, loại thuốc mà các anh chị sẽ cho một lần hay hai lần, nhưng mà sở thật của liều nó cũng giống vậy, cũng cỡ cỡ nhau, tiền nó cao lắm các anh chị, mấy chục ngàn một viên lần. Này, còn đây là cuồng nhĩ, thì các anh chị thấy mã ICD thì nó ghi là cuồng nhĩ rung nhĩ gom chung, nhưng mà chỉ có cuồng rung nhĩ thì thường nguồn gốc là bên nhĩ trái, nhưng mà cả hai nhĩ lớn đều có thể rung nhĩ. Còn cuồng nhĩ thì nguồn gốc nó bên nhĩ phải hơn, cuồng nhĩ liên quan tới cái vòng vòm lại. Xin lỗi các anh chị, hồi nãy khi mình nói thuốc chống đông á, thì mình nhớ lưu ý là những cái trường xin lỗi phải chống đông mà chuyển nhiệm á, những trường hợp bệnh nhân mà bệnh nguyên nhân còn đó các anh chị không giải quyết. Cái thứ hai là rung nhĩ mạn là hơn một năm rồi. Cái thứ ba là mình thấy là có cục máu đông ở trong buồng nhĩ, ở nhĩ trái, và nhĩ trái đã giãn rất là to rồi, thì mình sẽ bằng lòng với kiểm soát tần số thất và chống đông, chứ mình không có chuyển nhịp, để mình sẽ không chuyển được nhịp, hoặc là mình khó lòng giữ nhịp xoay. Rồi về cuồng nhĩ thì các anh chị thấy là điều trị giống như rung nhĩ, nghĩa là các anh chị cũng kiểm soát tần số thất, các anh chị cũng có thể chuyển nhịp, còn chống đông thì mình lưu ý tùy theo bệnh nhân. Và thường cuồng nhĩ thì hoặc là gì, nó sẽ chuyển về nhịp xoay, hoặc là nó chuyển qua rung nhĩ ha các anh chị. Và còn về điều trị thì cũng giống vậy đó, các anh chị sẽ kiểm soát cái tần số tim và các anh chị chuyển nhịp. Về nguyên tắc, nhịp nhanh trừ cái nhanh xoang ra, có rối loạn huyết động thì người ta sẽ chuyển nhịp bằng điện. Chuyển nhịp bằng điện đó là mình sẽ dùng sóc điện đồng bộ. Rồi đối với rung nhĩ, cuồng nhĩ thì mình lưu ý là nhiều khi nó lại liên quan tới đường dẫn truyền phụ, những cái ổ sinh đoạn nhịp thì mình có thể là cắt đốt qua cái thông điện cực. Đây là những dạng khác nhau thôi, nãy mình xem rồi, đây nhanh nhĩ đa ổ, đây là cuồng nhĩ, đây là cuồng nhĩ và đây là rung nhĩ ha. Và cả ba cái này, thường cuồng nhĩ dẫn truyền nhĩ thất cố định, nhưng mà đôi khi nó cũng có thể là dẫn truyền nhĩ thất thay đổi. Thì các anh chị ca ba này, các anh chị thấy là nhịp thất rất không đều, và lâm sàng mình đều thấy loạn nhịp hoàn toàn hết, nhưng mà là ba cái dạng loạn nhịp khác nhau, thì đó là cái mình lưu ý. Rồi ở đây là nhịp nhanh kịch phát vào lại bộ nối nhĩ thất. Ở đây các anh chị nói kịch phát thì các anh chị có bằng chứng là kết thúc hoặc là khởi phát đột ngột. Ở đây là trường hợp này đã khởi phát đột ngột, thì mình mới nói là kịch phát được. Trên thất này là vào lại bộ nối nhĩ thất. Ở đây là các anh chị thấy nhát này là không có cái sóng B đi trước và phút một QS giống hệt QS nhát cơ bản. Đây là một cái khởi động cho một cái cơn nhịp nhanh. Cái này là nhịp của bộ nối. Rồi, về nguyên tắc cũng vậy. Cắt cơn dầu cho không rối loạn huyết động, nhưng mà để kéo dài thì nó cũng sẽ bất lợi cho bệnh nhân. Thì nó có thể lâu dài, nó có thể ảnh hưởng tới huyết động, hoặc nó có thể làm thoái triển cái loạn nhịp trầm trọng hơn cho bệnh nhân. Do đó mà mình nhớ lưu ý là gì?
mình sẽ phải cắt cơn có rối loạn huyết động, thì các anh chị có thể là chuyển dịp bằng điện, hoặc các anh chị kích thích vượt tần số. Không rối loạn huyết động thì mình kích thích với vị mình dùng thuốc tác động ngắn thôi, ví dụ như adenosine chặn canxi hay chặn beta. Nếu bệnh nhân trẻ con hay suy tim, mình có thể chọn digoxin, nhưng mà nhớ là digoxin là mình chống chỉ định ở bệnh nhân mà có VBV dẫn truyền qua con đường dẫn truyền phụ ha. Rồi, và khi nhịn nhanh kịch phát trên thất cứ tái đi tái lại, khi sau khi các anh chị cắt cơn thì mình có thể cho thuốc để ngừa cơn. Nhưng quan trọng là tìm có đường dẫn truyền phụ hay không, mình điều trị triệt để đó là mình bằng mình sẽ triệt phá cái đường dẫn truyền phụ bằng cái nguồn năng lượng sóng cao tần qua cái thông điện cực. Cái này chỉ là can thiệp thôi. Rồi, adenosine thì các anh chị cho phải là đường tĩnh mạch lớn, phải tiêm bolus và phải tiêm nhanh, tại vì nó hết tác dụng rất là nhanh. Đây đây là khuyến cáo thôi. VSC 2019, nhịp tim nhanh với phước bộ QS, các anh chị xem xét có rối loạn huyết động hay không. Không rối loạn huyết động kích thích với vị. Và đây đây khuyến cáo nhóm 1, bằng chứng mức B. Nếu có rối loạn huyết động chuyển nhịp, mà đây là chuyển nhịp đồng bộ, là sốc điện đồng bộ, xin lỗi, thì cũng là chỉ định nhóm 1, bằng chứng mức B. Không hiệu quả thì adenosine, không hiệu quả thì cho chặn canxi đường tĩnh mạch hay là chặn beta đường tĩnh mạch. Nếu không hiệu quả thì lại quay lại chuyển nhịp bằng điện. Mình sang phần tiếp theo là tim nhanh với phước bộ QS rộng. Thì các anh chị cũng xem là đều hay là không đều. Nhịp đều thì gần như là 80% là nhanh thất, còn lại là nhanh trên thất. Nhân ấy là phần đầu tiên hỏi các anh chị đó, là lóc nhánh VBV hay dẫn truyền lệch hướng. Còn một khi là nhịp tim nhanh với phước bộ QS rộng mà rất là không đều thì nó cũng là trên thất thôi. Đó là rung nhĩ với lóc nhánh hay VBV. Không có nói dẫn truyền lệch hướng, tại rung nhĩ dẫn truyền lệch hướng thì lâu lâu mới có một phước bộ QS rộng. Cái này là mình nói toàn bộ phước bộ QS rộng. Cuồng dĩ với dẫn truyền nhĩ thất thay đổi mà có lóc nhánh VBV, hoặc là dạng nhanh thất đa dạng, kịch phát mình gọi là xoắn đỉnh. Do đó mà mình phải phân biệt cái nhanh này là thất hay là trên thất với phước bộ QS rộng. Mình nhớ lưu ý. Ở đây chỉ với phần nãy đã lặp lại cái sơ đồ thôi. Cơ chế khi nhanh và phước bộ QS rộng là thất nè. Nhưng có thể là hội chứng kích thích sớm nè, dẫn truyền lệch hướng nè, liên quan tới một số rối loạn điện giải hay chuyển hóa nè, liên quan tới đường dẫn truyền phụ. Có thể là do bệnh nhân mình đặt máy tạo nhịp hay là hình ảnh giả chẳng hạn. Thì đó là cái mình lưu ý. Và như vậy thì mình cũng sẽ dựa vào cái đặc điểm của các sóng để mình phân biệt. Ở trong này như thầy nãy đã có nói nè, các anh chị có thể dựa vào hội chứng dựa vào cái tiêu chuẩn Brugada, tiêu chuẩn cho hội chứng tiêu chuẩn Brugada. Cái đặc điểm trong cái tiêu chuẩn Brugada để các anh chị chẩn đoán đó là thất hay trên thất. Rồi mình lưu ý nữa là cái hiện tượng phân ly nhĩ thất, nãy có nói với các anh chị đó là tần số thất nó nhanh hơn tần số của nhĩ. Rồi mình xem cái hình dạng của phúc bộ QS càng giãn rộng thì càng khả năng là của nhịp nhanh thất. Hoặc cái dạng nó là nó giãn rộng nhưng mà nó không kiểu của cái lóc nhánh phải, hay là không phải kiểu của lóc nhánh trái điển hình, thì thường nó là của nhanh thất hơn. Rồi, đặc điểm gợi ý nhanh thất, phân ly nhĩ thất nè, phúc bộ QS giãn rộng nè, từ 0,14 giây trở lên. Trục điện tim chuyển trái nếu mà nó dạng có lóc nhánh phải và ngược lại. Và này đương nhiên không đáp ứng với soi xoắn cảnh, nhưng mà nó không phải là yếu tố quyết định. Hoặc là may mắn khi mà lúc bệnh nhân ở ngoài cơn mình có ngoại tâm thu thất, và mình thấy khi bệnh nhân lên cơn nhịp nhanh, phúc bộ QS giống như phúc bộ QS của ngoại tâm thu. Còn khi không xác định chắc chắn đó là thất hay trên thất thì lúc đó mình cứ điều trị như nhanh thất. Ở đây là mình thấy, ở đây hình ảnh mình thấy ha, các anh chị thấy ha. Ở đây những cái mũi tên chỉ là sóng B. Đây là phúc bộ nhịp nhanh, phúc bộ QS đều và giãn rộng nè.
Thì đây của mình, đây là nhanh thất và đây là những cái sóng B. Đây là có hiện tượng phân ly nhị thất mà mình thấy là tần số nhị nó thấp hơn tần số của thất. Đây là đặc điểm gợi ý ha. Có hiện tượng phân ly nhị thất trong nhịp nhanh thất. Rồi còn trong những trong trường hợp này thì mình thấy là trong trường hợp mà bệnh nhân của mình nhịp nhanh với phúc bộ QS rộng, nhưng mà ở đây thì nó lại là của hội chứng VBV. Còn đây nhịp nhanh với phúc bộ QS rộng nhưng mà nhanh thất, và ở đây mình thấy là đồng dạng âm, và ở đây là mình thấy là đồng dạng dương. Đồng dạng âm hay đồng dạng dương là ở chuyển đạo ở trước tim ấy các anh chị. Nếu mà các anh chị thấy là lóc nhanh phải thì đây là dạng R, dạng rộng, và ở đây là dạng sóng S rộng. Còn đây các anh chị thấy nó không có kiểu của nhánh nào hết, tất cả các sóng nó dạng rộng và nó đều âm. Một khi mình thấy như vậy là khả năng nó là nhanh thất hơn. Hoặc là ở đây các anh chị thấy từ V1 cho tới V6 tất cả các sóng nó đều dương, nó cũng không phù hợp với một cái lóc nhánh điển hình. Đây là đoạn dạng dương thì nó là của nhanh thất. Đây là hình ảnh mà các anh chị thấy ha. Ở đây thì mình thấy là nhịp nhanh đều với phúc bộ QS giãn rộng. Cái này là kiểu của lóc nhanh phải, mà chỉ nói là kiểu thôi. Nhưng mà ở 5V5, V6 nếu là lóc nhanh phải thì mình sẽ thấy R nó vẫn cao, chỉ có sóng S rộng thôi. Còn đây mình thấy là dạng QS, là cái này nó không điển hình hình ảnh thứ phát của cái lóc nhanh phải. Nên hình ảnh này gợi ý cho mình đây là của bệnh nhân này là của cái nhanh thất hơn. Chưa kể là lâu lâu mình thấy sóng P là có khả năng có hiện tượng phân ly nhị thất. Rồi cái nữa là này là lóc nhanh phải nhưng mình thấy trục lại là trục vô định thì nó cũng không phù hợp. Kiểu có lóc nhanh phải nhưng trục vô định thì nó cũng không phù hợp với của cái QS rộng này liên quan tới nhanh trên thất mà QS giãn rộng. Ở này là phù hợp với nhanh thất hơn. Rồi ở đây thì mình thấy hình dạng giống nhau thì đây là nhanh thất đơn giản. Còn đây thì mình thấy là gì? Nhịp cơ bản là rung nhĩ lâu lâu có ngoại tâm thu thất, và bệnh nhân có những lúc là 4 ngoại tâm thu thất đi liên tiếp nhau, mình gọi là chùm 4 hay còn gọi là nhanh thất không kéo dài. Còn đây là nhanh thất đa dạng, hình dạng nó khác nhau ha. Rồi, như vậy khi mình điều trị, nguyên tắc chung của nhịp nhanh, trừ cái nhanh xoang mà tụt huyết áp thì các anh chị coi chừng cái nguyên nhân cái tụt huyết áp nó gây nhịp nhanh hơn là nhanh xoang gây tụt huyết áp nha. Rồi khi mà những nhịp nhanh khác thì mình xem là nó có rối loạn huyết động hay không. Cũng giống như vậy đối với nhanh thất. Những nhanh thất đa dạng, nhanh thất gây mất mạch, rối loạn huyết động, huyết áp tụt, vân vân thì cái này sẽ là mình sẽ chuyển nhịp bằng điện. Xin lỗi, mình sẽ sốc điện không đồng bộ, nghĩa là mình phá rung mới các anh chị. Còn nếu mà nhanh thất đơn giản không rối loạn huyết động thì lúc đó các anh chị có thể cho thuốc. Cho thuốc thì mình cho thuốc đường tĩnh mạch. Ví dụ như các anh chị có thể sử dụng amiodarone sau cho thuốc, và sau đó khi nó xóa rồi mình có thể cho uống để duy trì. Hoặc là các anh chị có thể cho lidocaine đường tĩnh mạch. Nếu mà lidocaine không hiệu quả, mình có thể cho procainamic. Nếu bệnh nhân là mình do ngộ độc digoxin, mình cho diphenhydramine. Còn nhóm 1C thì các anh chị lưu ý là bệnh nhân không có suy tim thì mình mới cho, tại nó làm giảm sức co bóp cơ tim. Mình có thể tạo nhịp thất có chương trình. Nhấn chỉnh là những trường hợp mà nhanh thất và do vào lại thì mình dùng một cái, mình sẽ cho một cái kích thích vượt cái tần số đó thì nó sẽ cắt cái vòng vào lại và nó tạo điều kiện cho nút xoang nó phục hồi và nó sẽ làm ổn định huyết động của bệnh nhân. Rồi mình có thể sốc điện chuyển nhịp. Ở đây là chuyển nhịp, là chuyển nhịp đồng bộ, và do bệnh nhân mình còn tỉnh chứ không phải như rung thất, nên các anh chị những cái sốc điện chuyển nhịp mà ở bệnh nhân nhịp nhanh á thì các anh chị phải cho bệnh nhân ngủ, ngủ tốt nha, rồi mình mới cho. Và cái liều điện nó tùy thuộc vào cái năng lượng nó phụ thuộc vào loạn nhịp là cái gì, thí dụ, và nó tùy thuộc cái nguồn điện của mình là cái gì. Và thường mỗi máy nó có sẽ có khuyến cáo cho các anh chị, nên mình lưu ý cái này.
Thì trong trường hợp nhanh thất, mình có thể sốc điện là cấp cứu. Đó là trường hợp bệnh nhân có rối loạn huyết động. Hoặc là trong những trường hợp mà những bệnh nhân không sử dụng được thuốc, thuốc không hiệu quả, hay mình nói thuốc chống chỉ định gì đó, hoặc những biện pháp khác là chống chỉ định, thì lúc đó mình cũng là sốc điện. Rồi dự phòng tái phát, mình cho thuốc, thuốc không hiệu quả, cái ICD, hoặc là mình sẽ thăm dò cái ổ sinh loạn nhịp và mình sẽ cắt bỏ cái ổ sinh loạn nhịp bằng cái sóng cao tần và qua cái thông điện cực, hoặc là người ta có thể phẫu thuật cắt bỏ cái ổ sinh loạn nhịp, nó tùy. Ở đây chỉ là cái lưu đồ thôi, các anh chị cũng có thể tham khảo thôi để điều trị điện nhịp tim nhanh và vẫn còn có mạch đó nha, chứ không phải nhịp tim nhanh mất mạch. Thì đó là cách mình tiếp cận. Nhìn chung nó cũng giống như những cái dạng loạn nhịp tim khác đó, mình phải đánh giá trên lâm sàng, mình xem cái tần số tim. Tại những trường hợp mà tim nhanh đó, mà từ trên 150 thì nó có thể nó sẽ ảnh hưởng tới bệnh nhân. Mình nhớ lưu ý là tìm xem cái bệnh nền tảng lúc nào cũng vậy, nguyên nhân đó là bệnh nền tảng của bệnh nhân là cái gì, để mình giải quyết cái nguyên nhân. Rồi mình xem bản thân cái loạn nhịp nó có gây triệu chứng không, những triệu chứng cấp cứu nè, tụt huyết áp nè, rối loạn tri giác nè, sốc nè, thiếu máu cơ tim suy tim, giống như phần trên nãy có trình bày cho các anh chị những cái tay trước á. Nếu có lúc đó mình sẽ sốc điện đồng bộ và nhớ là phải cho bệnh nhân có an thần. Nếu phước bộ QS hẹp thì mình sẽ xem xét cho adenosine, còn QS rộng mình không có cho adenosine nha. Đó là cái mình lưu ý. Còn nếu tiêm nhanh với phước bộ QS rộng thì lúc đó là mình sẽ xem xét để mình làm một số những cái vấn đề của bệnh nhân. Thí dụ như là mình có thể là mình xem xét adenosine nhưng cẩn thận, nhiều khi nó sẽ không có hiệu quả đâu. Nếu mình thấy nó là một dạng, và thường mình sẽ cho truyền những cái thuốc chống loạn nhịp như nãy đã trình bày ở trên, và đây cũng có ghi cho các anh chị. Ví dụ như là chuyển nhịp đồng bộ, là mình chuyển sốc điện chuyển nhịp, hay là sốc điện chuyển nhịp đồng bộ á, liều, những cái liều thuốc mình có thể là mình cho ở trên bệnh nhân của mình. Rồi xoắn đỉnh đó là nhanh thất kịch phát đa dạng, và nó chỉ có những cơn thôi. Đặc điểm là thường nó liên quan tới cái nhịp cơ bản của bệnh nhân là nhịp chậm và có QT dài, nên mình nhớ lưu ý. Và bệnh nhân nhiều khi mình thấy lâu lâu bệnh nhân cứ có những cơn ngất, thậm chí bệnh nhân đang nằm bệnh nhân cũng có thể có những cái cơn ngất hay là mất ý thức. Nhiều khi mình sẽ nhầm với bệnh nhân là cơn chia, nhưng là nếu mình xem kỹ lại, bệnh nhân có những cái yếu tố nguy cơ như là QT dài thì mình lưu ý ha. Và thường những cái trường hợp này chỉ cần là gì, nếu mà liên quan tới nhịp chậm, các chị chỉ cần cho tăng cái tần số tim lên thì QT nó ngắn lại. Ví dụ trên trường hợp bệnh nhân này mình có gì nè, điện tim này các anh chị thấy có gì ạ? Ở AVL các anh chị thấy gì ạ? AVL các anh chị thấy gì ạ? AVL các anh chị thấy gì ạ? Mình sắp hết giờ rồi đó các anh chị. AVL nhìn giống cái ngoại tâm thu thấp, chéo chối. Nó đi kiểu như thế nào? Nhịp cơ bản là nhịp gì ạ? Mình nói nhịp cơ bản. Nhịp cơ bản là nhịp gì ạ? Nhịp cơ bản vẫn là nhịp tôn cô. Rồi. Ngoại tâm thu thất này đơn giản hay đa dạng? Nó đơn giản. Đơn giản. Nó đi kiểu như thế nào? Đi kiểu như thế nào? Nãy mình nói khi ngoại tâm thu thất thì mình xem có phải là ngoại tâm thu thất nguy hiểm hay không. Này thì nó đơn giản nhưng mà nó dày. Đúng không ạ? Này kể như 50%. Tại vì một cơ bản và ngoại tâm thu
hay mình còn gọi là ngoại tâm thu thất nhịp đôi. Và trên bệnh nhân này mình còn thấy nữa là QT của bệnh nhân dài. QT dài hay không, các anh chị phải xem là QT của nhịp cơ bản, chứ mình không có xem QT của nhịp ngoại vị nha. Mình thấy này có QT dài. Mà xuống đây thì mình thấy tại vì bệnh nhân có nhịp nhanh thất, nhưng mà cái hình dạng của nó khác nhau. Các anh chị thấy ha, cái này thì đỉnh quay lên, cái này đỉnh quay xuống, hình dạng nó cũng khác nhau. Ở đây thì cái dao động hình sin nó rõ hơn. Thì đây là hình ảnh này cho mình cái xoắn đỉnh. Nhưng điều quan trọng ở chỗ này, các anh chị thấy gì đặc biệt? Ngay chỗ ở cái chuyển đạo giữa là V1 á, ở đây các anh chị thấy có gì đặc biệt? Các anh chị nhận dạng này có gì đặc biệt? Chỗ này các anh chị nhận dạng có gì đặc biệt ạ? Các anh chị thấy con cái mũi tên không? Hơi nhỏ, các anh chị thấy cái mũi tên mà đang chỉ cái dấu không? Các anh chị thấy có gì đặc biệt? Nãy có nói ở phía trước rồi, liên quan tới ngoài tâm thu thất nguy hiểm á, nhưng mà nãy thì mình chưa được gặp, bây giờ mình mới thấy. Đó là gì ạ? Đây là nhát cơ bản. Đây là nhát gì ạ? Nhát này là nhát gì? Nhát này là nhát cơ bản, còn nhát này là gì ạ? Chỉ nhát này thôi, nó là gì ạ? Nhát ngoại tâm thu. Dạ đúng rồi, nhát ngoại tâm thu này là ngoại tâm thu gì ạ? Ngoại tâm thu thất mà dạng R trên T. Dạ đúng rồi, ngoại tâm thu thất dạng R trên T và nó kéo theo, đó là một cơn nhịp nhanh thất đa dạng, hay mình gọi là xoắn đỉnh. Đó là một cái dạng của ngoại tâm thu thất nguy hiểm. Nên khi có ngoại tâm thu thất lúc nào cũng vậy, các anh chị xem là cái R của ngoại tâm thu nó có rơi lên sóng T của phúc bộ QS của nhát cơ bản phía trước hay không. Thì đây bệnh nhân này của mình nó một là này nhịp đôi nên nó dài rồi, mặc dù nó đơn giản nhưng mà nó đi kiểu nhịp đôi nè. Và một cái nữa là mình thấy là có R trên T. Và trong trường hợp này là bệnh nhân này á, QT dài này là do thuốc disopyramid. Disopyramid là thuốc gì ạ? À? Nãy giờ thử xem có nhớ không, hay mọi người buồn ngủ, mọi người quên hết rồi. Thuốc disopyramid nãy giờ có được nhắc gì tới nó không ạ? À? Nhắc ở đâu ạ? À? Disopyramid nó là thuốc chống loạn nhịp thuộc nhóm nào ạ? Nhóm 1A cô. Dạ đúng rồi, nhóm 1A. Nhóm 1A nó sẽ làm QT kéo dài. Đó là cái mình lưu ý. Cái này là QT dài, mà này là do disopyramid và bệnh nhân vô cơn xoắn đỉnh. Rồi, xoắn đỉnh thì quan trọng là loại bỏ nguyên nhân, thí dụ do thuốc thì mình ngưng thuốc. Còn nếu rối loạn điện giải, đặc biệt là giảm natri, giảm kali, giảm kali, giảm canxi, giảm magie thì mình sẽ phải điều chỉnh đó. Và nếu mà nhịp tim chậm, thí dụ như chậm xoang, lắp dây thất độ 3 gì đó, các anh chị chỉ cần rút ngắn đó cái QT bằng cách là cho nhịp tim nhanh lên thôi. Và nhịp tim nhanh lên có thể bằng máy tạo nhịp tạm thời hay vĩnh viễn, nó tùy thôi, tùy cái nguyên nhân. Có thể mình cho thuốc, ví dụ isoprenaline là isopren á, nếu mà lắp dây thất độ 3. Magie sulfate thì người ta cho tim tĩnh mạch. Rồi QT kéo dài bẩm sinh thì cho dạng beta. Đây là chỉ là cái lưu đồ nhịp tim nhanh với phúc bộ QS rộng. Mình xem là huyết động của bệnh nhân có bị rối loạn hay không, hay là không ổn hay không á. Nếu mà cái này của EC 2019 nha, nếu mà có rối loạn huyết động á thì các anh chị sẽ là sốc điện đồng bộ và chỉ định nhóm 1B. Nếu không rối loạn huyết động, mình kích thích, mình làm cái nghiệm pháp kích thích với vị, đó là 1C. Nếu không hiệu quả thì cũng có thể cho
Adenosine, nếu là bệnh nhân không phải là hội chứng kích thích sớm ở trên cái điện tim mà lúc ngoại cơn á, nếu không hiệu quả thì mình có thể cho Roginamic hay là Amiodarone. Rồi, nếu mà thuốc không hiệu quả thì cũng là quay lại là chuyển nhịp bằng điện ha. Rồi, ở đây chỉ có một cái là liên quan tới cơn bão điện. Cơn bão điện sự thật là nói về trường hợp mà những cái trường hợp nhịp nhanh thất mà nó gây nhịp nhanh thất mà nó có thể gây trầm trọng ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân á, thì người ta gọi là cơn bão điện. Thì lúc đó thì những cái thuốc người ta chọn lựa đó là Amiodarone mà liều là liều Bolip. Nhưng mà các anh chị nhớ khi mình xem cái mình đọc cái này là một cái nghiên cứu thôi, khi mình đọc của người ta thì mình nhớ lưu ý là khi mình áp dụng đó phải trên cái đối tượng của mình như thế nào để mình sử dụng cho phù hợp. Tại thực tế hôm trước cũng có một cái bệnh nhân nhịp nhanh thất, người đó là lớn tuổi, có bệnh nền, có bệnh lý mạch vành. Khi các bạn ứng dụng, các bạn cho cái liều Polip mà liều cao như thế này tim tĩnh mạch cho bệnh nhân, thì sau đó bệnh nhân vô cái lóc nhị thất độ 3. Và vô lóc nhị thất độ 3 thì các bạn phải cho thuốc để nâng lên vân vân, mai là tình trạng của bệnh nhân ổn định. Nên đối với thuốc thì mình lưu ý khi mình cho, mình phải cá nhân hóa là trên bệnh nhân của mình cân nhắc mình cho nó phù hợp. Những trường hợp mà người ta cho thuốc cái liều nạp liều mạnh đó, mình lưu ý khi mình chỉnh ở trên bệnh nhân của mình cẩn thận, chứ mình đừng có áp dụng một cách máy móc ha. Thì đó là cái mình lưu ý thôi. Người ta cho Amiodarone là chuyển beta tĩnh mạch nè. Rồi, có thể là người ta phải làm cái điện sinh lý tế bào và xem cái nguyên nhân của nó là gì. Tại vì nếu mà nguyên nhân giải quyết được, mình giải quyết nguyên nhân thì cái loạn nhịp nó sẽ phục hồi. Còn trường hợp mà không giải quyết được nguyên nhân thì lúc đó là mình cho bệnh nhân mình sử dụng thuốc hay là mình chuyển nhịp bằng điện cho bệnh nhân. Rồi, ở đây thì các anh chị thấy những thuốc để điều trị đây, cơn bão điện là của loạn nhịp thất, nhịp nhanh thất á, thì là Amiodarone nè, chạng beta nè, và có thể là mình cho cái lidocaine nè. Mà thường các anh chị cho lidocaine để điều trị loạn nhịp thất, đầu tiên là các anh chị phải cho đường tĩnh mạch trước, tim tĩnh mạch trước, tim tiểu mạch nó xóa thì lúc đó các anh chị mới cho truyền di trì. Còn tim tĩnh mạch nó không xóa, các anh chị có thể lặp lại liều nữa, nếu mà nó xóa thì các anh chị cho truyền di trì. Còn nếu các anh chị đã cho hai liều tĩnh mạch mà nó không xóa thì mình nên chọn thuốc khác. Chứ các anh chị cho truyền thì nó cũng sẽ không có hiệu quả. Rồi, những cái thuốc để mình điều trị về cấp thời cũng như là lâu dài, cái thuốc mà điều trị cái cơn bão điện á, cấp thời, thì các anh chị đây là những cái thuốc mình chọn. Về lâu về dài vẫn là cái thuốc đó, nhưng mà mình điều chỉnh cái liều cho nó phù hợp thế thôi. Ở đây thì khi mà nói tới QT dài thì các anh chị nhớ là mình đánh giá xem cái QT dài là bẩm sinh hay là mắc phải, tại nó có thể nó xảy ra liên quan tới những cái loạn nhịp như nhanh thất đa dạng và có thể là liên quan tới cái tính mạng của bệnh nhân. Và khi mình điều trị mình cũng lưu ý luôn khi mình chọn lựa thuốc á, để mình xem là QT có dài hay là QT bệnh nhân bình thường, để mình chọn lựa thuốc cho phù hợp. Ví dụ những trường hợp QT dài mà mình cho Amiodarone thì nó sẽ nguy hiểm cho bệnh nhân. Thì đó là cái mình lưu ý thế thôi. Phần của mình tới đây là hết rồi đó. Các anh chị xin lỗi là các anh chị hơi mệt một chút, kéo dài 3 tiếng mà giờ này chắc mọi người buồn ngủ hết rồi. Mình dừng lại đây ha. Còn bữa hôm sau là bữa nào để coi cái lịch lại. Rồi cuối tuần không lịch tuần sau như thế nào, rồi sẽ thông báo với các anh chị sau ha. Mình có thắc mắc gì nữa không ạ? Dạ thưa cô, là cho em hỏi cái chỗ mà hồi nãy mình có chuyển điện, dùng tốc điện chuyển nhịp với cô. Dạ. Trong cái nhanh trên thất là đồ đó, sau khi mình tốc điện rồi mình có nên duy trì cái lidocaine gì hoặc là dùng amiodarone gì không cô?
nó sẽ tùy nguyên nhân của bệnh nhân là cái gì. Với mình nó còn tùy thuộc vô cái cú sốc của mình trước đó như thế nào, sẽ tùy theo bệnh nhân mà mình sẽ cho thuốc, mình sẽ điều trị cho nó phù hợp. Thì mình chỉ sợ là bệnh nhân của mình có thể là quay lại cái loạn nhịp đó mà. Nó tùy tùy theo cái bệnh nhân của mình mà mình sẽ cho mình sẽ cho phù hợp thôi ha. Các anh chị cân nhắc để mình cho thuốc để duy trì, sợ cái cơn nó quay trở lại ha. Nó tùy thôi. Cảm ơn cô. Dạ. Nếu không có gì nữa mình dừng lại đây ha các anh chị. Dạ cô. Với cô có gì cô xem thử, nếu mà buổi nào rảnh cô cho em hay em tạo cái link học của đó. Rồi có gì chị cho em hay, với em liên hệ với cái nhóm 1 giùm, cái đợt 1 giùm chị ha. Dạ. Nếu không có gì nữa mình dừng lại đây nha. Còn nếu có thắc mắc gì thì mọi người có thể gửi qua tin nhắn cũng được. Vậy ha. Rồi, chúc mọi người ngủ ngon nha. Chào các anh chị. Dạ, chào cô. Dạ.